Mới đi học về hả? Vô ăn cơm đi, ăn cơm anh hai nấu rồi. Thôi anh hai, anh hai cần tiền không? Gì đây? Thì để em mua đồ dùng học tập. Đồ dùng học tập hả? Nhiều lần? 200. Mắc vậy? Mắc hả? Vậy thôi, em xài kén bé cha cũng được. Ê khoan khoan, mắc thì mắc, nhưng mà mua đồ học tập thì phải mua chứ, không xài kén nó hoài sao được. 200 hả? Nè, nhớ là mua đồ dùng học tập đó nghe. Dạ. Cái bụng quá, em vô ăn đây. Trời. Cảm ơn hai nha. Trời ơi, nhỏ này. Thôi kệ đó, kiểu nó ham học là được rồi. Anh hai ơi. Ơi. Cái điện thoại của anh hai hai để đâu vậy? Anh để trên chỗ cái kệ kế bên cái khay đồ nghề đó. Ủa chi vậy? Dạ, em lên YouTube coi xí. Ờ. Alo, Trang hả? Tôi An nè. Tôi mua được cây son rồi đó. Ờ, cũng được. Để bây giờ tôi thoa thử coi mẫu như thế nào. Cái rồi á, lát nữa gặp tôi thoa cho ha. Ừ, để tôi soi cho bà. Anh ơi, bà bấm coi. Xinh quá à. Màu này đẹp thiệt á. Đúng rồi. Màu này nghe nói khó mua lắm á. Sao bà mua được vậy? Thì nhờ bạn mua. Ai vậy? Bạn xã hội, Trang không có biết đâu. Mà bao nhiêu tiền một cây vậy? 150 một cây. Ê, mà đem lớp cho tụi con mi tức chơi. Đúng rồi, phải đem lên chứ. Ai bị hôm bữa dám chọc qua tụi mình cái vụ chơi xong móng tay ha. Selfie tiếp, selfie tiếp. Xinh quá nè. Ủa ngoại, ba đi đâu rồi? Mới đi học về, quăng cặp đó rồi đi mất tiêu rồi. Nhỏ này, sao có gậy đi học về là không thấy mặt mũi đâu hết trơn á. Tèo nè, đôn rài ngoại thấy con bé An nó kỳ kỳ đó nghe. Kỳ là kỳ sao ngoại? Thì ngoại thấy nó nói chuyện với bạn nó toàn là bàn tới ba cái vụ mận đẹp không à. Ừ. Trời ơi, chắc ngoại nghe lộn rồi đó. Chứ nó con nít còn nhỏ xíu mà làm đẹp làm gì? Thì nó là con nít nên ngoại mới nói. Con chỉ có một đứa em gái à, con phải quan tâm để ý tới nó nghe không? Chứ không thôi, nó cứ xe xua đua đòi với bạn bè, rồi không có lo học hành gì hết đó. Dạ, ngoại yên tâm đi. Anh hai. Mới đi đâu vậy đó? Em qua nhà con nhỏ Trang chơi. Sao mà anh đỡ ngầu vậy? Anh đang bực mình á. Ai làm ăn bực? Hay là bữa nay tìm sửa xe bị ế? Em làm anh bực em còn hỏi nữa hả? Em
em đâu có làm gì đâu. Giờ anh hỏi em nè, hôm bữa em xin anh 200 ngàn đi mua đồ dùng học tập, đâu rồi? Đem ra đây cho anh coi. Em cho nhỏ Trang mượn rồi. Hôm bữa em nói với anh là nhỏ Trang có trước em, em còn tính xài ké của nó nữa mà. Thì nó thích thì nó mượn, nó hỏi mượn em thì em cho. Em đừng có nói láo. Anh hỏi bạn của em rồi, không có cái chuyện đi mua đồ dùng học tập gì hết á. Em xin tiền của anh đi mua cái này đúng không? Sao anh hai lục cặp của em? Anh biết lục cặp của em là anh xâm phạm quyền riêng tư của em không hả? Em còn nhỏ, quyền riêng tư gì? Không lẽ chỉ có người lớn mới có quyền riêng tư thôi sao? Nhưng mà anh là anh hai của em, anh có quyền biết em đang làm gì. Nếu anh không lục cặp của em, làm sao anh biết em xin tiền của anh để mua mấy đồ linh tinh này? Linh tinh gì mà linh tinh, sao thôi mà. Nhưng mà em còn nhỏ, không có được xài mấy này. Anh hai coi nè, trên cây sao có ghi bao nhiêu tuổi mới không được xài không? Anh nói không là không. Từ đây trở về sau, anh cấm em xài mấy thứ này, biết chưa? Anh hai, anh hai là đồ đáng ghét. Anh không cần biết. Nói tóm lại, từ đây trở về sau anh không cho em tiền xài nữa, và đi học xong phải về nhà liền. Không, không, không. Sao con biểu em học hết trơn vậy? Em chán lắm rồi, em ghét anh hai. Đi đâu hả? Em không muốn nhìn mặt anh hai nữa. Cô giỏi đi luôn luôn đi, đừng về nữa. Sao giờ này bé ăn cũng chưa về nữa hả con? Kệ nó đi ngoại ơi, lát nó về cái gì. Còn nói vậy mà nói được, để ngoài đi kiếm nó. Thôi, ngoài ngồi đi. Nó giận lẫy, nó đi chút xíu, lát đói bụng tự vậy giờ. Trời ơi, mới bị lớn bị đặt làm eo, làm sách đồ. Con cũng kỳ nữa, chỉ có một đứa em gái à. Cái gì cũng từ từ mà dạy nó. Hở chút la rầy, hở chút la rầy. Bây giờ nó đi rồi đó. Trời ơi, ngoại không biết á, chứ nó sai. Con la nó mà nó không nhịn con tiếng nào luôn á. Trải lời son sổn, nó còn nhỏ, măng non không uống, mốt che già sao uống. Thôi, hai đứa tụi bay cứ như chó với mèo hà. Để mùa hồi con nhỏ về, rồi ngoại dạy nó. Ngoại chiều riết nó hư, để con dạy cho. Mẹ ăn đi ngoại. Ăn cái gì nổi nữa mà ăn. Dám đổ mình đi hả? Lần này á, mình đi thiệt luôn cho biết. Tèo, thấy em không con? Con đi hết xẻo lá rồi mà không biết em ở đâu chứ ngoài ơi. An ơi, trời tối như vậy con ở đâu? Nó bỏ đi con tưởng đâu rồi, nó giận lẫy nó đi một chút rồi nó về. Ai về đâu, đi tới giờ này chưa về nữa. Ngoại chỉ sợ có chuyện gì không hay tới với nó thôi. Thôi ngoài, ngoài ngoài đừng nói gì xui rủi ngoài. Giờ ngoài đừng khóc nữa, ngoài ở nhà đi, ngoài nghỉ ngơi, ngoài đừng có suy nghĩ gì, để con đi kiếm em nữa nghe ngoài. Đừng khóc nữa nghe ngoài. An ơi là An, con có đâu đi về với ngoại đi con ơi. An ơi An, An ơi, An ơi An, về với anh với bà ngoại đi An ơi. Em đâu rồi An? An ơi! An! Dì Tư ráng giữ sức khỏe nghe. Đừng có lo quá rồi sanh bệnh đó. Làm sao mà không lo được hả Tiên? Con bé An nó cứ bật vô âm tính như vậy. Thì chánh quyền á, họ cũng đang đi tìm. Rồi bà con xóm mình á cũng đang đi kiếm bé An đó, chắc chắn sẽ tìm ra nó thôi à. Con bé An nó mà có mệnh hệ gì, làm sao mà tôi sống nổi đây?
Dì Tư, dì Tư, dì Tư đừng có nói gỡ không có nên. Dì Tư à, dì Tư phải có niềm tin chứ ha. Tại vì tôi nghe nói có một nhóm người bắt cóc, tôi sợ bé An nó bị. Không có đâu, con bé An mình á, nó lanh lợi lắm, không có dễ bị người ta dụ đâu. Dì Tư đừng có lo. Sao nó vẫn chưa về? Xã hội có tìm được tông tích chuyện bé An chưa? Chú Hai, chú Hai ngồi. Con đi kiếm hết trơn luôn rồi, giờ không biết đường nào kiếm mấy em con nữa. Đi hôm qua nay chứ ít ỏi gì đâu. Thiệt, ngoại con ở nhà ngoại khóc hoài luôn á. Con sợ ngoại con mà đổ bệnh rồi nhà con rối thêm nữa. Đây cũng là bài học suốt đời cho mày đó nha. Mới An á, nó mới lớn, nó chưa có hiểu biết gì hết á. Cái gì cái mình dạy dỗ nó dạy từ từ, nó ngon nó ngọt cho nó mới nghe. Chứ mày la mày hét kiểu đó nó sợ, nó bỏ nhà nó đi. Con không biết lỗi của con. Giờ con giấy trời giấy Phật sao cho em con nó về nhà bình an. Tao thấy bà Lít á, nó hay chụp hình nó đăng lên Facebook đó. Nó mà nhờ nó coi, đăng lên Facebook, lên mạng cái gì đó rồi nhờ người ta tìm kiếm giùm. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ có cách gì con phải xài hết để con kiếm em con mới được. Ôi, bác Hai kìa, tới kìa, phải nhắc bé An mà nó tới liền được gì đỡ biết mấy. Bác Hai cũng lại hỏi thăm vụ bé An hả bác Hai? Ê, đó. Ê, tin tức sao rồi Tèo? Rồi luôn. Kiểu này lành ít dữ nhiều rồi. Trời đất ơi, Ba Lít, mày đừng có hù tao nữa Ba Lít. Ủa mày ăn nói gì vậy Ba Lít? Đâu mà sẵn sả vô nói câu vô duyên vậy? Lành ít dữ nhiều là sao? Thì đi mà thấy không về là đi kiếm quá trời luôn, không thấy thì con nói lành ít dữ nhiều thôi. Biết đâu nó đi chơi tới nhà bạn bè nó, hoặc là nó đi lạc vòng vòng đâu đây chứ. Nó đang rối mày tới đây mày còn bắn mấy cái tin tào lao vô không à. Con nói thiệt, chứ bây giờ nó đi vậy á thì cha mẹ của bạn bè nó cũng phải gọi cho mình hay à. Có khi nào bị bắt cóc không? Mấy cái thằng buôn bán nội tạng á. Trời ơi, nó mổ bụng ra, nó mồi tim, lấy gan, lấy phổi. Trời ơi, nói tới nổi da gà luôn á. Bà Lên, trời ơi trời, chưa thấy cái thằng nào mà vô duyên như mày. Gia đình của người ta đang rối, mà lỡ để mày suy diễn ở đâu ra mà thấy ấn như Bà Lít. Dạ chắc không có đâu, chắc con coi phim nhiều quá rồi con bị ảo tưởng thôi. Không có đâu Tèo. Dạ alo. Dạ cô thấy em con hả? Hả? Gì? Dạ ở đâu cô? Dạ dạ dạ, gì đi con tới liền dạ. Sao rồi? Chú Hai ơi, con người nữa thấy em con chú Hai ơi. Đi con chạy qua bệnh liền hả chú Hai? Đi 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 đi. Ủa, bác Hai? Gì? Bác Hai đâu vậy? Về nhà tao chứ đâu. Con mày ở đây coi chuyện nhà cho thằng Tèo đi. Gì ở cũng hỏi. Sao tự nhiên tôi rảnh gì trời? Con An đâu? Con An đâu? An ơi, con đi đâu mà sao không về nhà? Về với ngoại đi con. Ngoại, ngoại,
giờ mình gọi điện báo cho má con hay được không ngoại? Báo cho má mày biết thì được cái gì chứ? Quan trọng là kiếm cho được con nhỏ về để đẻ, con hiểu không? Anh ơi, Hoàng, Hoàng đừng khóc nữa. Hoàng, Hoàng, để con dùng nấu miếng cháo cho ngoài ăn nghe ngoài. Ngủ sao nổi mà ăn con miếng nữa. Hoàng ơi, ngoài gắng ăn tí xíu cháo đi, chứ giờ ngoài nhịn đói điếc. Ngoài mà có chuyện gì con còn rối thêm con biết tính sao đâu ngoại. Nha ngoại, chuyện mấy ăn để từ từ con tính, giờ con về ngoại vô nghỉ nha ngoại. Đi ngoại. Phê nè, tao mua bên bà Hồng đó, uống cho nó tỉnh táo đi, rồi suy nghĩ tìm cách để mà đi tìm con nhỏ chứ. Bây giờ mày ngồi đây hoài có được ở đâu. Con cảm ơn chú Hai. Thiệt tình cũng may không, tới giờ này sao con cứ nghĩ tới cái hướng như Ba Lít nói, chắc lành ít dữ nhiều rồi chú Hai ơi. Thôi thôi, mày đừng có nghe lời thằng Ba Lít, cái miệng ăn mắm ăn muối, nói tầm bậy tầm bạ không à. Hơi nào mà nghe nó. Chứ từ hồi đăng tin lên trên Facebook nhờ người ta tìm giùm á, mà cũng không thấy em con đâu. Còn nước còn tát, mình đã nhờ chính quyền địa phương người ta tìm tiếp mình rồi, đăng lên mạng rồi, bà con cả xóm này người ta cũng đi kiếm. Bây giờ mình tiếp tục đi kiếm, kiếm chừng nào được bé em mới thôi. Dạ. Không phải hả cô? Dạ dạ. Ngoại ngoại ơi, con nhỏ nó đi đâu? An ơi, biết kiếm con ở đâu bây giờ trời ạ. Ngoại ơi, giờ sao giờ ngoại? Mày đừng có hỏi nữa mà. Dạ dạ alo. Dạ dạ dạ, em con tên An. Dạ dạ, không phải, con cảm ơn. Trời ơi, trời ơi, bây giờ biết kiếm nó ở đâu nữa giờ. Alo, Ba Lít ơi, có tin gì không mày? Có thì cho tao hay chứ nha. Mày ơi, em ơi, chúng tư ơi, con đây nè chú Hai ơi. Trời đất ơi, con bé An đây nè. Bé An, bé An. Mày ơi, bé An về rồi đâu mày? Ôi là con, mấy ngày nay con đi đâu, con ở đâu? Con biết cả làng cả xóm đi kiếm con, bà ngoại đi kiếm con, anh Hai đi kiếm con, không có không, con đi đâu? Đừng, đừng, đừng ngoại ơi. An ơi, em có sao không? Sao mặt mày em tái mét vàng? Ngoại, ngoại đừng có la con, anh Hai đừng có la em. Đi vô nhà đi, rồi tôi kể cho mà nghe. Đi vô dạ, nhà con. Vô, anh Hai dắt em vô. Dẫn em đi từ từ. Đi. Bà này bữa nay tự nhiên chở trứng đòi uống sữa, kêu đi mua sữa. Thiệt ngộ đó. Trời đất ơi, bé An, bé An. Trời đất ơi, bé An.
Nè nè con, ở dưới coi, ngồi dưới coi. Rắn coi. Nè nè. Nè, sao nè ông Hai nè, ông Hai nè. Nè tỉnh lại coi. Tỉnh lại, tỉnh lại. Yến cho thằng Tèo mới được. Thiệt tình chứ. Ông Hai cho uống sữa nha. Tỉnh ra đi. Nè, uống sữa đó con, uống sữa vô. Hết chưa, tỉnh chưa? Trời đất ơi, tao nói cũng có khiến nha. Mới sáng sớm bà tự mang bà sai tao đi mua sữa. Đi dọc đường mới gặp bé An nó nằm xẻ lai đó. Em biết em bỏ đi vậy á, cả nhà ai cũng lo cho em không? Anh với bà ngoại đi kiếm em quá trời luôn. Ngoại lo cho em mà ngoại muốn bệnh luôn rồi kìa. Bà xin lỗi ngoại. Em xin lỗi anh Hai. Không sao, về tới nhà như vậy là tốt rồi. Lần sau con đừng có như vậy nữa nghe không? Dạ. Anh Hai cũng xin lỗi em. Tại bữa đó anh Hai nóng quá cho nên anh Hai mới la em dữ vậy á. Anh Hai la em là đúng rồi. Tại em hư. Em không nghe lời bà ngoại với anh Hai. Anh Hai thương con nên mới la rầy con. Con phải ngoan nghe lời anh Hai. Hứa chứ bà ngoại với anh nghe không? Dạ. Con hứa là con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngoại với anh Hai. Anh Hai cũng hứa với em, mốt có chuyện gì thì từ từ nói, không có la em dữ vậy nữa. Rồi, nó về được tới nhà nguyên vẹn là tốt rồi, là mừng rồi. Dạ, trong sự cũng là nhờ chú Hai hết trơn á. Gia đình tôi đội ơn chú Hai nhiều lắm. Trời ơi, có gì đâu xím ơi. Bữa nay làm kiểm tra được không? Được. Ê, hôm qua tôi mới đi ngang qua shop kia kìa, thấy người ta bán cái áo đẹp lắm á. Ê, mà chắc lát nữa tôi về á, tôi phải kêu má tôi mua cho tôi một cái mới được. Mà bà mua chung với tôi luôn đi, cho hai đứa mặc đồ giống nhau. Thôi, tôi không có mua đâu. Bà mua đi. Tụi con mới có rồi đó. Thì kệ tụi nó, có liên quan gì đến mình đâu. Bà không thích hả? Không phải là không thích, mà tại vì á, má với anh Hai tôi kiếm tiền cực khổ lắm. Bà ngoại còn nói với tôi á là họ còn nhỏ không có nên đua đòi. Vậy hả? Vậy nếu bà không mua tôi cũng không mua luôn đâu. Ừ đúng rồi đó. Bây giờ tụi mình về kiếm cái khác chơi hen. Ừ đi. Má ơi má, cho con qua nhà bạn An chơi nha má. Em ở nhà có một mình à, buồn lắm nên đủ con qua chơi chung á má. Con mới đi học về đã ăn cơm nước gì chưa? Dạ con ăn rồi. Đã học bài dở gì chưa? Mai là chủ nhật á, được nghỉ. Vậy mai con làm bài sau nha má. Vậy đi đi. Nhớ đi về sớm nha. Dạ. Trang. Dạ. Lát nữa đi chơi về á, trên đường ghé mua cho má ly nước cam nha. Mua xong về liền á, đừng có la cà mà tan hết đá. Dạ. Nè, má đưa cho con 200 ngàn á, lát thối về bao nhiêu biết không? Nước cam 15, thối về 185 ngàn. Giỏi quá à. Con có khát nước, mua thêm ly mà uống nha. Dạ. Đi về liền nha. Dạ. Ý quên, để con vô phòng, con lấy đồ chơi qua nhà bạn An chơi nha má. Ai ai ai, Tèo đẹp trai mà mang dép Lào. Chú Tư. Chú Tư đi đâu te te à? Tao nói mày tính đi uống cà phê, mà giờ đi ra rồi thì bực bội vô giờ đi về à? Ủa sao vậy? Là nghỉ bán hả? Có bán chứ mà tao tức. Sao tức? Ủa sao đi uống cà phê mà mặt chú Tư đỏ đỏ vậy? Thì đó, tao nói mày vậy, tao đang đi uống cà phê, đi ngang nhà con Lý vợ hình sự đó, nó quýnh con bé Kiều, tao nói mày không muốn nát cái đít luôn. Cái gì? Bé Kiều nó mới 10 tuổi mà đánh gì? Thì bởi. Mà sao đánh vậy?
Tao nói mày à, nó đưa cho con nhỏ 20 ngàn mua viết gì đó mà còn dư mấy ngàn. Con nhỏ nó thích cái kẹp tóc nó mua, có bao nhiêu đó thôi mà quýnh con nhỏ quá trời quýnh luôn. Thánh thần ơi trời, giận quá mất khôn cái lôi con ra đánh vậy hả? Thì đó, tao nói mày, con gái thì nó thích cái kẹp tóc là chuyện bình thường. Nhưng mà nó mua nó không xin phép thì mình biết cái đó thì mình về mình dạy nó, phân tích cho nó hiểu. Đâu có lý nào về cái đánh càng đánh đại đánh nhỏ kêu mình tơi bời qua lá trơn à. Bởi vậy tự nhiên thí dụ mua thì thôi từ từ nấu đúng không? Ừ. Ủa, tức thì tức luôn à. Ủa mà sao tự nhiên ta dạy con ta chú tôi tức. Thế nè. Là sao? Đó. Nó quýnh con nhỏ. Tao nhào vô tao can. Tao vừa nhào vô nó sáng tao bạc tay luôn. Mày thấy không? Là chú Tư nhào vô rồi chú Tư lãnh nạn giùm bé Kiệu hả? Ừ. Thì kệ nó, tao chứ không sao, miễn sao nhỏ nó không bị đòn nữa được rồi. Đúng rồi. Thôi để nó nhỏ mà nó bị đòn tội nghiệp nó. Ừ. Thôi tao đi nha. Thôi chú Tư lên xe con trở về cho xin thuốc nè. Ừ. Ê thôi khỏi. Làm bộ vụ tao đang chạy ế kiếm sơm. Thôi, không có rồi ha, tao đi bộ mày. Chú Tư, cái xe chó lẹ. Tiên Tiên, thấy sao, đẹp không? Trời ơi, đẹp quá vợ. Đẹp dày, chóc mắt này lắm ha. Má tôi nói, cái này mua tới 100 ngàn lần đó. Mà má tôi còn nói là tới cuối năm tôi học giỏi được lãnh thưởng thì má sẽ mua cho tôi nhiều đồ chơi mới nữa đó. Trời ơi, sao bạn sướng quá vợ. Tôi cũng muốn có một con như vậy nè. Mà thấy anh hai chạy xe ôm kiếm tiền khổ quá nên tôi không có đòi. Vậy chừng nào á má tôi mua cho tôi đồ chơi mới thì tôi sẽ đem qua nhà bà, tôi với bà chơi chung. Sao con này đẹp quá nè, tóc đúng rồi dễ thương nữa chứ. Ủa Trang mới qua chơi hả em? Em chơi nãy giờ rồi. Anh hai, anh vô trong ăn cơm đi, em có chừa phần cho anh hai đó. Thôi anh chưa đói, về lấy ít đồ vòng ra tiệm nữa nè. Ở chơi nha. Dạ. Thôi tôi phải về rồi. Ôi bạn ở đây chơi chút đi. Không được, tôi phải ghé quán cô Hồng mua cho mẹ nước cam nữa. Quán cô Hồng cũng gần đây, với lại nhà bạn cũng gần đây nữa. Tụi mình chơi xí đi, rồi chút bạn đi mua nước cam cũng được ha. Ừ, vậy chơi tiếp đi. Ừ. Dễ thương quá ha. Thích chưa? Trang, quay lại má biểu. Nước cam của má đâu? Lại đây. Nước cam ngon cũng hết rồi. Cái gì? Khi đi má dặn con á, muốn uống thì mua thêm một ly con không nhớ hả? Con mua hết 200 ngàn cũng hết luôn rồi. 200 ngàn là mua được mười mấy ly nước cam. Một mình con uống được hết mười mấy ly hả? Con nói xạo má đúng không? Bây giờ có nói thiệt không hay là muốn ăn cay? Dạ, con làm mất rồi nên nó mua nước cam cho má được. Rồi xong. Trời ơi, công nhận bạn An may đồ y chang thợ may luôn á. Cảm ơn bạn nha. Vậy mai qua chơi tiếp đi, rồi tụi mình cùng nhau may đồ chú búp bê. Ừ. Thôi mà giờ tôi phải về mua nước cam cho má rồi. Ủa tiền đâu mất tiêu rồi hả? Bạn bị mất tiền. Trời ơi, vậy là mất 200 ngàn của tôi rồi hả? Mất ở đâu? Không biết. Mất hồi nào? Con không biết nữa. Nguyên chiều nay là con ở bên nhà bạn An đúng không? Dạ. Từ khi mà đi ra khỏi nhà mà đến nhà của bạn An á, con có ghé chỗ nào không? Dạ không, con đi thẳng đi nhà bạn An luôn. Đi. Đi đâu vậy má? Đi qua bên nhà của bạn An làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Ừ.
mà. Con bé An đâu rồi? Má. Đây rồi. Chào cô. Con có lấy tiền của con bé Trang thì trả lại đi cho cô. Tiền gì? Con không có lấy. Trời trời, nó vừa mới qua bên nhà con chơi, bây giờ nó mất tiền, con không lấy thì ai lấy? Cái đó thì con không có biết. Bây giờ cô không có nói nhiều, con có lấy tiền tự giác bỏ ra trả cho cô, cô sẽ xem như là không có chuyện gì xảy ra. Con không có lấy tiền mà cô. Không biết hả? Nghe nói là con rất thích chơi con búp bê đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đó, con ăn cắp tiền của bé Trang để mua búp bê còn gì? À. Dạ không có. Búp bê thì con thích thiệt, nhưng mà tiền của bạn Trang thì con có lấy. Đưa đây. Cô à. Cô ơi, túi không có gì hết trơn á. Bạn em không có lấy đâu, mình đi về đi má. Biết cái gì mà nói, đi ra. Má. Cô. Bạn em không có lấy mà. Cô. Giấu đâu rồi trời. Ủa cô. Anh hai. Ủa cô. Cô lục gì trong nhà con vậy? Thì đó, con em của mày á, nó ăn cắp tiền của tao, nó không chịu trả. Bé An, em có lấy tiền của bạn không? Trả lại cho người ta đi. Anh hai, em có lấy tiền. Cô ơi, em con nó không có lấy đâu. Trời ơi, dễ gì mà nói chịu nhận. Giờ cô mất bao nhiêu? 200. Vậy để con đền cho cô nè. Nè, không có đền gì hết trơn á. 200 bạc làm gì mà đền? Cô không cho con đền sao cô lục nhà con dữ vậy? Tôi lục á, tại vì tôi muốn làm sáng tỏ cái chuyện này. Mới chút xíu mà đã ăn cắp rồi, lớn lên ai chịu cho nổi. Cô, con không có ăn cắp. Anh hai, em có ăn cắp tiền. Cô ơi, cô hỏi lại bé Trang đi. Nhiều khi nó là mất ở đâu không chừng. Cái gì? Mất ở đâu hả? Nó qua đây thì nó không mất, ở đây thì nó mất ở đâu? Nhiều khi trên đường từ nhà qua đây nó làm rớt trong đường, hay là cô đưa nó xong rồi bé Trang nó bỏ quên ở nhà không chừng cô. Thôi thôi đủ rồi, đừng có biện minh nữa. Anh em mấy người bên nhau á, ở đâu giấu là ở đâu trả cho tôi. Cô còn lục nhà con nữa, con báo công an đó. Đi về, khi không tự nhiên đem tiền cho người ta ăn à. Ủa, mày tính đi đâu nữa vậy? Con tính đi dài dài đường kiếm đồ rớt. Đồ rớt gì? Ngoại. Hả? Nãy mẹ bé Trang mới qua đây á. Qua chi vậy? Cô nói cô mất 200 ngàn. Trời đất, mất tiền thì đi kiếm chứ qua đây làm chi? Ngoại. Cái gì? Cô đưa thừa em mình lấy. Cái gì? Bé An hả? Mà bé An nhà mình nó có làm chuyện đó không? Thì... Bé An! Bà ngoại tính hỏi nó coi á, nếu có lấy thì phải đem trả cho người ta, rồi xin lỗi đàng hoàng. Thiệt tình con với cháu dám làm cái chuyện đó nữa. Ngoại! Sao? Đừng có la em. Nãy con hỏi rồi, em nói nó không có lấy, đang nằm khóc trong nhà. Bé An khóc? Sao kỳ vậy? Thời nào giờ con nhỏ có khóc bao giờ đâu. Thôi ngoại, từ từ nói nó. Chắc tại nó không có lấy mà nó đều bị đổ thừa quan ức á. Mệt quá, tao biết rồi, để tao vô tao hỏi nó coi làm sao. Dạ, ngoại vô coi nó nghe ngoại. Tiền với tiền. Tiền làm ơn phước tiền ra giùm anh cái đi tiền. Đừng để anh lo tiền ơi, tiền. Tiền ơi, tiền. Kiếm gì vậy Tèo? Chú Hai. Ủa bộ con bồ mày nó chui xuống đất sao mày kiếm nó mày sang thở dữ vậy? Đâu có. Con bồ con nó tinh gạo nó ở nhà kìa. Con đi kiếm tiền. Thì có con gạo, có gạo ăn rồi. Kiếm thêm tiền nữa làm chi cho nó lu bu. Rồi gạo với tiền rút của không có nha con. Trời, chú Hai đừng nói vậy. Lỡ năm gạo nó nghe nó hiểu lầm giận con chết. Vậy chứ mày kiếm cái gì? Con kiếm tiền. Mà là tiền xài á, chứ không phải là con nhỏ tin tiền. Ví dụ bé Trang nó qua nhà mày nó chơi là mất tiền chứ gì? Chú Hai biết luôn hả? Chú Hai kiếm phụ con chứ. Sao? Tao đâu có khùng như mày vậy. Tiền là mất ngoài đường, biết bao nhiêu người đi qua đi lại, làm gì còn mà kiếm.
Đúng rồi ha. Ủa sao chú hai biết vụ bé Trang mất tiền nhà con? Trời Phật ơi, mấy đứa nhỏ trong xóm đi học nói rùm trời sao không biết. Vả lại má của con bé Trang á, vô trường học nói với cô giáo, rồi đi ra ngoài nói với mấy đứa nhỏ, nó biết hết trơn rồi. Thiệt tình cái bà này chứ. Mày á, mày về mày coi con bé An canh chừng nó, rồi an ủi nó. Để nó còn nhỏ, nó hiểu chưa có tới. Hả? Còn nó bị người ta hiểu lầm vậy đó. Còn nó buồn, nó nghĩ quẩn, mất công lắm nghe. Trời, đúng rồi, chú hai nhắc con mới nhớ nữa. Thôi để con về con coi chừng nó nghe chú hai. Canh chừng nó đi. Dạ. Còn vụ này để tao đi giải thích. Dạ dạ, con cảm ơn chú hai nhiều. Thiệt tình sớm này, đủ thứ chuyện trên đời. Bé An, em làm gì vậy hả? Anh hay làm em hết hồn hả? Em gọt xoài. Sao anh hay nhìn em dữ vậy? Ờ sao hôm nay không chịu đi học ở nhà gọt xoài ăn vậy? Thôi em không đi học nữa đâu, mắc cỡ lắm. Trời đất ơi, mình đi học mà mắc gì mắc cỡ? Thì cái vụ mấy Trang đó, má nó kiểu gì cũng mé với cô giáo cho coi. À, ai chứ bà đó chắc bà đi đồn giáp sớm cùng làng, giờ chắc ai cũng biết hết trơn rồi. Nếu là anh hai thì anh hai có mắc cỡ không? Mắc cỡ chứ sao không, ai mà đổ thừa anh ăn cắp tiền mà anh không có. Nhưng mà nếu như mình không có ăn cắp thì có gì đâu mình mắc cỡ. Em không có lấy. Đó, thì em không lấy thì em đâu có gì đâu mắc cỡ. Mà không mắc cỡ thì đi học đi. Em cứ đi học đi. Đứa nào mà dám nói về em hả? Về mép anh hai, anh hai xử đó cho. Mà lỡ nguyên cái lớp em hả, nó nói hết, rồi không lẽ anh hai xử hết tụi nó? Ừ, xử hết luôn. Đứa nào mà dám ăn hiếp em của anh hả, anh xử hết luôn. Vậy đi học đi nha. Dạ. Má ơi má, thuốc bổ của con đâu má? Cái lọ thuốc ở trong ngăn tủ bên cạnh tivi đó. Sao? Chú hai. Tao nghe nói bé An nó nghỉ học hôm qua nay hả? Dạ, nó nghỉ nằm trong nhà kìa, không chịu đi đâu hết trơn á. Thiệt tình nha. Suy cho cùng á, cũng chỉ vì 200 ngàn à, bạn nhỏ phải nghỉ học. Bởi vậy, cũng tại miệng của mẹ bé Trang, miệng bu lô ba la, 200 ngàn làm như nhiều lắm vậy. Cái chuyện này á, mày phải giải quyết nhanh nhanh đi à. Để nó nghỉ học lâu gì không có tốt đâu nha. Rồi mai mốt đi vô học á, thua sút bạn bè, rồi mặc cảm, rồi nghỉ học nữa đó. Đúng rồi ha. Mà con cũng có nói đó đó, mà không biết nói làm sao cho nó chịu đi học lại nữa. Bắt đầu từ đâu? Thì mình gỡ từ đó đi. Mẹ bé Trang gọi nè chú hai. Nghe có gì hả? Dạ con nghe cô ơi. Sao vậy cô? Gì hả? Dạ vậy để con qua liền. Dạ. Cái vụ gì hả? Chuyện của con để sau đi. Giờ con qua con chở bé Trang đi bệnh viện. Nó sao chở bệnh viện? Nó uống lộn thuốc ngủ của mẹ nó. Trời đất ơi, viện đi liền đi.
Nhanh nhanh đi. Dạ. Ơi thiệt tình chứ. Còn là cái chuyện của người lớn, bây giờ mấy đứa nhỏ phải gánh chịu vậy. Xóm này nhất là thiệt tình. Ủa, Thím Tư. À, Tư ếch. Dạ, Thím đi đâu vậy? Tôi tính ra chợ mua con cá về kho tộ cho con mấy ăn nó ăn. Trời đất, Thím Tư đi chợ giờ này trưa trời trưa trật rồi, làm gì còn cá ngon mà mua. Kệ nó đi chú, mình đi chợ trưa, mua rẻ chút nào đỡ chút đó. Chứ mấy bữa nay con mấy ăn nó có ăn uống gì đâu. Tôi tính bữa nay mua cái món mà nó thích đó, về dỗ cho nó ăn. Trời đất ơi, vậy nó buồn cái chuyện mà người ta nghi ngờ nâng cấp đó hả? Thì đúng rồi đó. Nó đã nói là nó không có lấy. Mà ác nhân cái thím Mười á, cái miệng bà cứ bu lô ba la sùm lên, làm con nhỏ khóc suốt ngày, rồi không có chịu đi học luôn nữa. Trời đất ơi, chuyện tới vậy luôn đó hả? Tôi cũng rầu nữa. Bởi vậy tôi mới nói thằng Tèo là lên xin cô giáo á, cho con nhỏ nghỉ mấy bữa đi, rồi chừng nào thẳng thẳng á, rồi mới xin cho nó đi học lại. Trời, tội nghiệp con nhỏ dữ gì kìa. Tôi ếch biết đó. Nhà tôi thì là tuy nghèo thiệt, nhưng mà tôi dạy con dạy cháu là phải đói cho sạch, rách cho thơm, chứ không bao giờ mà làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó đâu chú. Thím Tư khỏi nói, thì đây người ta cũng biết hết trơn rồi. Bà con sống trong xóm mấy chục năm, Thím Tư sống làm sao, rồi con bé làm sao, người ta biết hết trơn rồi, không có tham lam cái chuyện đó đâu. Thì Tư ếch mà hiểu như vậy thì tôi cũng mừng lắm. Thôi thôi, để tôi đi chợ nghe, để chợ trưa rồi. Dạ Thím Tư đi. Tội nghiệp dữ trời. Dạ thưa anh hai, cũng may bữa đó có thằng Tèo nó chở mẹ con em đi bệnh viện, không thì bữa nay em hối hận. Thiệt tình, cô làm cha làm mẹ, mình la con cái nào đúng thì la, không đúng thì thôi. La đại la càng vậy, bây giờ nhỏ ra nông nổi đó đó, thấy không? Dạ em biết em sai rồi. Tại vì nhân tiện cô qua đây á, tôi nhờ cô xác minh giùm tôi một số vấn đề. Cái nào có thì nói, còn không thì thôi. Chứ đừng nói đại nói càng nha. Dạ chuyện chi anh hai cứ nói à. Chuyện con bé An á, dù cô có nghi ngờ nó chăng nữa, cô cũng không nên đi nói tùm lum, để làm cho nhỏ nó mắc cỡ, giờ nó nghỉ học rồi đó. Dạ em biết lần đó là em bậy lắm, em hơi nóng tính. Hơi gì cô, quá trời nóng luôn á. Bởi người ta nói nóng quá cái hư bột hư đường hết trơn à. Dạ chính như vậy nên hôm nay em mới qua đây. Qua làm chi? Kiếm đằng chửi nhỏ nữa hay gì? Cô có chính mắt thấy con bé An nó lấy tiền hay là chỉ nghi ngờ nó thôi? Trời ơi, cô có thấy đâu, cô đổ thừa đại vậy đó mà. Thôi thôi, để tao nói. Nhảy vô hông tao mày ngồi hoài á. Cô xin lỗi. Mày xét vô lần nữa là tao đi về luôn đó. Chú Hai, cô xin lỗi chú Hai. Dạ anh Hai ơi, không có ai lấy mà cũng không có mất ở đâu hết trơn á. Ủa là sao? Dạ bữa đó em dọn phòng. Con này gái lứa gì mà học hành sách vở vứt tùm lum trời. Không có ý thức gì á. Trời ơi, đó, bữa đó cô qua đây, cô nhờ cô về nhà coi lại giùm con, coi có rớt đâu không, ai dè rớt trong phòng thiệt. Vậy mà cô chửi em con, cô đổ thừa em con lấy. Thôi mà cô xin lỗi, bữa đó nếu như mà cô không có hồ đồ thì hay biết mấy. Tôi nói cô nhiều lần rồi, mình lớn rồi, đừng có nóng tính, tập cái tính lại cho nó điềm đạm lại, đừng có nóng tính đông đổng lên nữa. Chuyện chưa có rõ trắng đen gì hết mà khẳng định là người ta lấy rồi đi nói tùm lum tà la cả xóm cả làng. Giờ cả xóm này nè, ta biết hết rồi. Làm sao nhỏ dám đi học?
Anh hai, thôi để em đi nói lại với hàng xóm với bà con á, là con bé An nó không có lấy tiền nha anh hai. Phải nói chứ, nói để cho người ta hiểu, trả lại cái sự trong sạch cho con nhỏ chứ. Bữa cô qua đây cô chửi hai anh em con muốn tắt bếp luôn, ngóc đầu vậy không nổi gì. Thôi mà cô biết cô sai rồi, xin lỗi tụi con nha. Tôi nói rồi đó, rút kinh nghiệm, lần sau đừng có hồ đồ vậy, làm ảnh hưởng mấy đứa nhỏ, cô thấy không? Dạ em biết rồi anh hai. Đâu có buồn. À, mẹ tôi mua tặng bà nè. Thiệt không? Thiệt. Đẹp quá à. Nói với mẹ bà, mẹ tôi cảm ơn nha. Ừ. Đẹp quá à. Dễ thương không? Dễ thương quá trời luôn á. Nè, tụi mình chơi chung đi. Nhà tôi cũng có một con á. Dạ, vậy chút nữa á tôi qua nhà bà chơi chung ha. Ừ. Tôi Kim Thành nghe. Anh Thành ơi, cái lô đất tôi bàn với anh có lấy không? Để tôi bán cho người khác nữa. Có, tất nhiên là tôi sẽ lấy. Mà hiện tại thì tôi chưa có đủ tiền. Anh ráng cho tôi vài ngày nữa được không? Ờ, vậy thì chờ lô sau đi ha. Alo, alo. Alo, hai ngày nữa tôi sẽ chọc đủ tiền cho anh. Vậy nha. Muốn làm giàu phải có gan chứ. Anh hai về sớm nghe. Biết rồi, ở nhà nhớ coi chừng nhà, đừng có đi đâu nghe. Dạ. Ờ. Ủa, số này là quắc ta. Dạ alo, Tài đẹp trai chạy sơm xin nghe. Tài quá. Chú ba nè. Chú ba hả? Có gì đâu mà có bất ngờ. Lâu quá không có nói chuyện với chú ba đúng không? Dạ chú ba khỏe không chú? Ủa chú gọi con có gì không? Chú ba gọi cho con á để báo rằng ngày mai chú ba về quê. Ủa chú ba về có công chuyện hả? Thì tất nhiên là có công chuyện chú ba mới về chứ. Bây giờ vậy, ngày mai khi nào về gần tới chú điện con. Con ra bến xe đứa chú nha. Ai vậy anh hai? Chú ba mình. Chú ba? Chú ba nào? Chú ba em tiếp mình đó. Chú gọi nói mơ gì à? Về làm chi? Thôi đi vô nhà coi chừng nhà đi. Nhiều chuyện à. Dạ. Trời Phật ơi, mày sáng sớm lại quán ta ngồi mặt mày bí xị như Lưu Bị thua đề vậy mày. Ngồi chơi chú hai. Quán cà phê người ta ngồi thì uống chứ chơi gì mày. Chuyện gì á? Chú hai, chú hai. Gì? Chú nhớ chú ba con không? Chú ba mày sao tao không nhớ? Nói sao? Sắp gì à? Chú ba mày về thì má mày không có nhà, thì mày tiếp đón cơm nước đàng hoàng vậy thôi chứ có gì đâu mà mày làm dữ vậy. Không phải, thì cái chuyện tiếp đón là con phải tiếp đón rồi. Nhưng mà lạ ăn cái á, ngày xưa chú ba con là cự lộn với gia đình con quá trời luôn đó. Một cái từ luôn, nói là đi không bao giờ trở về nữa. Giờ cái tự nhiên gì à? Giận thì nói vậy thôi, chứ con người người ta cũng phải có quê hương xứ sở cho mày. Ta cũng phải về thăm mộ mã ông bà đó chứ. Chú ba, nhớ không? À. Còn đây nè, đó. Ừ. Teo. Dạ. Sau bao năm á thì chú ba thấy quê hương mình cũng không có gì thay đổi hen. Trời ơi, chú thấy vậy chứ khác lắm chú, tại chú không để ý thôi. Bữa nay nói chuyện người lớn dữ ta.
Chứ làm sao phải lớn lên chứ chú. Sao? Cái gì thay đổi á thì chú không biết. Còn riêng cái nhà này á vẫn như cũ. Một cái điều cũ nát luôn chú ba. Càng cũ càng tốt. Hả? Là sao? Con có muốn theo chú ba lên Sài Gòn làm ăn không? Dạ không. Con có biết gì đâu lên trên làm. Thì không biết, chú chỉ cho con biết. Chuyên môn của chú là bất động sản mà. Chú dạy con làm bất động sản. Trời ơi, chú cứ con chạy xe ôm chở khách đồ này kia con còn làm được, chứ bất động sản con cũng làm không được đâu chú ơi. Nam Nhi mà mình phải có chí hướng lớn chứ. Không lẽ con cứ muốn bám trụ ở cái đất này hoài sao được? Sao mình phát triển? Đúng rồi, con phải bám chứ. Tại vì tía má để lại cái nhà này cho con coi chừng mà. Con phải bám lại đây chứ đâu đi đâu được. Ê, cái này là chú ba cần đính chính lại nha. Ông bà nội để lại cái nhà này cho chú ba đứng tên, chứ không phải để lại cho tía má con. Con chào chú ba. Bé An nữa hả? Dạ, em con. Này lớn dữ ha. Thôi chú ba đi vô trước. Anh đã chọn hợp tác với em thì em phải tin tưởng thằng em này chứ. Dạ. À, cái chuyện nhà anh, em nghĩ là anh nên sửa lại. Bây giờ em thấy nó cũ nát hết trơn rồi. Anh phải sửa lại theo ý anh chứ. Mình mới có cuộc sống ổn định ở một làng quê yên tĩnh như thế này. Cái thủ tục đất đai á, thì anh yên tâm. Em đứng tên mà. Em chỉ cần ra ký cái là xong. Rồi hồ sơ hoàn tất thì anh chỉ cần chia cho em một ít hoa hồng là được. Dạ, cảm ơn anh. À Tèo, là chú ba nói nghe nè. Dạ. Có gì không chú ba? Thật ra lần này chú ba về quê là có mục đích. Dạ. Chú ba muốn lấy lại tài sản. Hả? Tài sản gì chú ba lấy? Bây giờ con lớn rồi, chắc con cũng biết. Đất đai nhà cửa mà con đang ở là chú ba đứng tên. Bây giờ chú ba muốn bán nó. Thì cái chuyện miếng đất này chú ba đứng tên thì con biết. Nhưng mà... Sao? Bây giờ đã có người hỏi mua miếng đất này. Dạ gì chú ba không bán? Không được đâu chú ba ơi. Sao lại không được? Đất đai này là của ông bà để lại. Ông bà cho mình sao mình bán được? Chú ba nói con nghe nè. Đất này là đất của chú ba đứng tên. Thì chú ba muốn bán lúc nào là chú ba bán. Chú ba? Chú... Không có chú gì nữa hết. Chú thương mày chú mới nói nè. Bán xong chú cất cho mày một ngôi nhà đàng hoàng để hai anh em tụi bay ở. Cất ngay trong xóm này luôn. Xong rồi chú còn cho mày một số vốn để mày mở tiệm sửa xe hay là mày làm ăn gì đó tùy mày. Chú ba, chú có cho con bao nhiêu tiền con cũng không bán. Không là không. Nãy giờ tao nói chuyện nhỏ nhẹ với mày rồi nghe. Tao chưa thấy đứa cháu nào mà ăn nói hỗn hào với mày. Trước khi tía con mất, tía còn có dặn: sống bám nhà, chết bám đất. Vậy thôi. Mày... Anh hai. Gì vậy? Ra đây làm chi? Thì em đi theo anh. Nè, ngồi đi. Cảm ơn hai. Em biết ngay mà, chú ba mày gì á là không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Cái gì vậy? Em còn nhỏ, không có được ăn nói hỗn hào như vậy. Thì em đâu có hỗn đâu. Tại nào giờ chưa thấy mặt chú ba, nên bây giờ chú ba gì em không có thích. Không thích gì mà không thích. Em còn nhỏ có hiểu gì đâu. Anh hai, anh có bao giờ nghe câu
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao bao giờ chưa? Gì đây? Tính nói gì nữa đây bà cụ non? Thì anh em mình phải nghĩ cách để cho chú ba không có bán được đất. Cách gì là cách gì? Thì chú ba nói cũng đúng. Đất đó chú ba đứng tên. Anh em mình có quyền hạn gì đâu định đoạt. Thì mình không định đoạt được, nhưng nhất quyết cũng không để cho chú ba định đoạt được. Làm sao? Tao hỏi hai anh em tụi bay, cuốn sổ đỏ giấu ở đâu? Tao tìm hoài không gặp. Tèo, tao nói cho mày biết, khôn hồn thì giao cuốn sổ đỏ ra, nếu không thì đừng trách tao. Hai anh em tụi bay đừng hòng chiếm đoạt nó. Tụi bay chưa đủ tuổi đâu. Anh hai, em có chút quà gửi anh hai lấy Thảo hen. Với lại em cũng có chút chuyện nhờ anh hai giúp đỡ cho em. Chuyện gì chú cứ nói đi, chuyện nào tôi giúp được tôi giúp liền. Thì anh hai cũng đã biết rồi, trước khi ba thằng Tèo mất á thì ảnh cũng gửi gắm thằng Tèo lại cho anh. Mà tôi cũng coi nó như con cháu trong nhà vậy thôi. Dạ thì bây giờ thằng Tèo á, nó đã coi anh giống như là cha, là chú, là trưởng bối trong nhà rồi. Chắc cái lời nói của anh á, là anh nói gì nó cũng nghe đúng không? Trời ơi, nói đúng rồi nó mới nghe chứ nói không đúng thì chắc nó cũng không nghe đâu. Dạ, thì cho nên hôm nay á, em mới qua gặp anh hai để nhờ anh hai lựa lời khuyên nhủ nó, cho thằng Tèo nó giao cái sổ đỏ đất nhà em á, cho em. Ủa, chuyện gì lớn lắm sao mà đụng tới cái sổ đỏ dữ vậy? Em cũng không dám giấu về anh hai. Em có một người khách hàng, người ta muốn kiếm một mảnh đất ở dưới quê á, mua rồi về cất nhà để an hưởng tuổi già. Rồi tình cờ á là thấy em chụp hình miếng đất của em, người ta thích quá, người ta nhất định đòi mua cho bằng được, mà trả giá thì rất cao nữa. Cho nên em mới muốn bán. Nhưng mà giấy tờ đất là thằng Tèo giữ hả? Dạ. Mà mỗi lần anh hai nhắc đến thằng Tèo là em tức. Tía má em á là để miếng đất đó lại cho thằng con út như em, mà bây giờ thằng Tèo á nó giữ khư khư cái sổ đỏ không lòi ra thì làm sao em bán được? Bởi vì đất này đó là đất của tổ tiên ông bà để lại, chứ đâu phải đất ruộng đất vườn gì đâu mà muốn bán thì bán. Thì đất nào chả là đất anh hai. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ chú đem chú bán miếng đất đó rồi anh em nó sống ở đâu? Anh hai khéo lo quá. Em là chú ruột của nó, không lẽ em bỏ cháu mình bơ vơ? Em tính toán tỉ mỉ hết rồi. Mà thương vụ này thành công thì em sẽ nắm được tiền tỷ trong tay. Chú hai, chú hai, chú hai ơi. Chú hai. Ủa, chú ba cũng ở đây hả? Chú ba ở đây để bàn công chuyện với bác hai. Bây giờ cũng xong rồi, chú ba về trước ha. Anh hai, ráng giúp em nghe. Chuyện này mà thành công, em không quên ơn của anh hai đâu. Thôi em về. Ừ, con quà nè. Dạ anh hai cứ giữ đó đi. Chú hai, chú ba con qua nói gì vậy? Nó kêu tao nói với mày á, đưa cái sổ đỏ đất đó cho nó bán. Còn mày, qua đây có chuyện gì không? Dạ cũng chuyện đó đó. Chú hai, mà chú hai có khuyên con đưa sổ đỏ cho chú ba con không? Nó làm cái chuyện tầm bậy gì mà tao đâu có theo phe của nó đâu. Vậy hả? Chú hai, mà giờ má con thì đi làm ăn xa rồi, bà ngoại thì bà già, bé An còn nhỏ xíu à, mình con cũng không biết tính làm sao nữa. Ba giấy tờ đất đó mày giữ phải không? Dạ con giữ, mà không có ở trong nhà đâu. Vậy chứ ở đâu? Dạ nó ở.
Nhưng mà con sợ mười mốt thế nào chú ba con cũng tìm ra. Đúng rồi đó, thằng đó khôn lanh lắm. Dạ nó đã lăn lóc với đời mười mấy năm nay. Chú hai, giờ con phải làm sao chú hai? Anh hai, không biết lý do gì mà bữa nay anh hai kêu qua đây, có một chuyện gì để bàn hả anh? Không biết nữa đi, từ từ mà. Hay là anh đã thuyết phục được thằng Tèo cái chuyện mà nó giao sổ đỏ đất lại cho em? Thật ra thì chưa. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện này á, chắc có lẽ là tôi nói thằng Tèo nó nghe được. Em giỡn với anh hai thôi, chứ cái chuyện mà sổ đỏ á là em đã nắm trong tay được rồi. Ủa trời đất ơi, làm sao chú có được nhanh vậy? Thì bấy lâu nay em theo dõi hai anh em tụi nó, thấy tụi nó cứ lén lén lúc lúc làm gì á. Rồi cuối cùng em phát hiện ra là nó ra sau giường á, nó chôn cái sổ đỏ dưới gốc cây. Mà ở chuyện đem sổ đỏ mà chôn dưới đất á là nó quá xưa rồi, làm sao qua mắt em được. Vậy chúc mừng chú nghe. Dạ. Nhưng mà chú ba cũng biết đó, bây giờ ba cái thủ tục hành chính mà đất đai rồi đó, phải đi từng bước từng bước. Thấy gì chứ mất thời gian dữ lắm nghe. Thì đó, mới lo cái vụ sổ sách xong, bây giờ tới cái vụ thủ tục mới làm nhức đầu lắm. Cho nên bữa nay á, tôi mời chú qua đây nè, có gì nói. Dù gì á, chú cũng xa quê hương mười mấy năm rồi, về đây cái nào tôi giúp được tôi giúp cho. Dạ. À, mà anh hai, vậy bây giờ em phải làm sao? Bây giờ chú cung cấp cho tôi cái hồ sơ mà của cái người quyết định mua miếng đất của thằng Tèo đó. À, rồi tôi đi lo trước cho. Vì cái gì thì cái, bởi vì tôi dân địa phương đây mà, tôi rành cái đó hơn chú. À, anh hai nhắm được không? Tôi nghĩ được mà, cái nào tôi hứa là chắc được đó. Dạ vậy em cảm ơn anh hai trước, có anh hai chịu giúp đỡ thì tốt rồi, em đỡ phải lo. Bây giờ em về em đem giấy tờ thủ tục qua cho anh. Rồi. Lo việc giúp em ha. Ừ. Dạ. Mà anh hai. Ừ? Em nói cái này nha. Bây giờ anh hai đổi ý chịu giúp em, có phải là do anh hai định bán luôn miếng đất nhà mình? Cái chuyện đó tính sao đi. Bây giờ chú về chú đem cái thủ tục qua cho tôi là được rồi. Dạ. Vậy bây giờ em lo giấy tờ trước. Ừ. Đất đai của anh tính sao ha. Rồi. Em đi nha. Anh là anh Thái Hòa? Dạ phải. Tôi là Hai Lúa. Dạ, chào anh hai. Ừ. Tôi nghe nói anh tính về xẻo lá này mua miếng đất để sau này về đây dưỡng già phải không? Dạ đúng rồi anh, nhưng tôi mua được rồi. Chuyện tôi muốn nói bữa nay á là cái miếng đất anh sắp mua đó. Ủa, là sao tôi chưa hiểu? Bởi vì cái miếng đất này đó của ông bà để lại cho thằng Tèo cháu tôi. Sao cậu Thành nói miếng đất này của cậu ta mà? Nó đứng tên miếng đất này, nhưng mà nó bỏ xứ đi mười mấy năm rồi nó không có về. Cha mẹ nó chết nó không về mà. Đó. Rồi cha mẹ nó chết mới để lại miếng đất này đó cho ba má thằng Tèo ở. Ba thằng Tèo chết mới để lại cho má con thằng Tèo đó ở. Bây giờ thằng Thành nó về, nó đòi lại miếng đất này. Chú cháu nó cãi nhau quá trời quá đất đi. Tìm hết rồi, tụi nó trốn hết rồi. Cái gì? Tất cả dự án chúng ta đều đầu tư vô là ảo. Bây giờ tụi nó ôm tiền bỏ đi hết rồi. Mày nói cái gì? Tất cả tiền bạc tao bán nhà bán đất đầu tư hết chỗ đó, mày nói mất là sao? Đâu có mình mày mất, tao cũng mất hết vậy. Nếu anh nhất định muốn mua miếng đất để sau này về để dưỡng già thì tôi giới thiệu cho anh mua miếng đất khác. Ở xẻo lá này còn nhiều miếng đất đẹp lắm, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà làm vậy coi sao được anh? Được chứ sao không được anh? Do mình à. Nếu mà thằng Thành nó bán miếng đất này đó mà anh đồng ý mua đó, cả gia đình nó đi ra ngoài ăn mày đó,
không có một cục đất chỗ chim thì làm sao mà sống nổi. Nếu mà thật sự anh có tấm lòng nhân ái, anh suy nghĩ lại mà giúp đỡ cho một gia đình có một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Cậu có chắc chắn là miếng đất đó cậu đứng tên không? Dạ chắc anh ơi. Bây giờ tôi sẽ mua nó. Cậu gửi gấp cái sổ đỏ mà cậu đứng chủ quyền á, gửi gấp qua cho tôi. Gửi liền nha. Dạ biết rồi. Ok. Đéo Thao. Thao ư? Dạ. Chú Hai. Chú Hai đâu? Đây là ông đại gia, cái ông mà kêu chú ba mày đó lấy cái sổ đỏ miếng đất này nè, bán cho mua rồi đó. Ừ, hai anh em đi chuẩn bị đi, bỏ bụng vô thúng. Ở ngoài này có cái đầu cầu nè, cái giả cầu ở xuống dưới ở. Thôi vô nhà làm việc đi, lấy sổ luôn. Nè, con ký vào đi. Tôi đã mua miếng đất này từ Kim Thành. Bây giờ tôi sẽ sang nhượng lại với giá 1 triệu đồng. Tôi không có con, tiền bạc thì cũng không thiếu, nên thấy thương hoàn cảnh anh em tụi nó lo cố gắng làm ăn, coi như đáp lại tấm lòng của chú. Ký đi. Làm gì á? Thường ngày lanh chanh lách chách lắm mà, dân chạy xem đó ôm mà làm gì nay mặt ngơ ngơ ngác ngác rồi mày. Nè, con giữ một bản ha. Dạ. Chú giữ một bản. Đó, quyền sở hữu của mày luôn rồi đó nha. Đây, giao tiền tươi luôn. Dạ, khỏi đi hả? Ngân hàng chuyển gì hết á. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, coi như thương vụ này thành công tốt đẹp ha. Dạ. Từ đây về sau á, miếng đất này sẽ là của con, chính con sở hữu, không sợ ai tranh chấp hay lấn chiếm gì được hết. Tôi cũng lần đầu tiên à nghe, đi làm cò đất, đi làm môi giới mua bán nhà, mà cái thương vụ này mua bán có 1 triệu à, anh Tứ không có lời. Coi gì chứ, ví dụ này lời dữ lắm anh hai. Đúng rồi, lời cái tình cái nghĩa, lời cái tình con người với nhau, cái đó không bao giờ lỗ được hết á. Dạ, con cảm ơn chú Hòa, cảm ơn chú Hai nha. Ủa, mình có tiền rồi, ở đâu không được, còn trở về xứ xẻo lá nghèo nàn này chi? Đất đai á thì của ông bà tổ tiên để lại để cho mình ở, giao lại cho chú gìn giữ. Mà chú đem chú đi bán ta, mồ mả ông bà ở đây, con cháu nó ở đây, mình phải suy nghĩ chứ. Chú đi đâu chú đi, nhưng mà chú già đó, chú chết, chú cũng phải về đây chứ. Em biết lỗi của em rồi anh hai. Chắc tại ông trời phạt em cái tội bất kính với ông bà, bất kính với tổ tiên, cho nên mới khiến em mất hết tiền bạc, bây giờ mất hết đất đai nhà cửa, rồi còn mất luôn tình cảm chú cháu với thằng Tèo. Thank you.
chú ba. Nếu mà chú không chê á thì chú ở lại đây đi, đến khi nào ổn định. Cô Hồng ơi, cô Hồng, đỡ đỡ giùm con, cô Hồng ơi, đỡ con, cô Hồng ơi. Trời ơi trời, cô Hồng ơi. Trời ơi, đây. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời, sao nó nặng như vậy? Con kêu cô là đỡ phụ thùng hàng, ai kêu cô đỡ con đâu. Mày nói tao liệu, tao nghe nó đỡ mày. Thôi, để con kêu qua bển luôn cho đầu. Tao phụ cho. Nặng quá. Trời ơi. Mệt không? Mệt muốn xíu luôn à. Nhưng mà mày có lấy đủ các loại hàng tao dặn mày không? Cô dặn gì là lấy nấy, nhiều khi con lấy còn dư của cô dặn nữa. Tốt. Mà tao nói nghe, lấy xong rồi cái ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa luôn á. Sao vậy? Tốn tiền, hết vốn luôn rồi, giờ cô phải bán làm sao để lấy lại vốn nè, rồi kiếm thêm lợi nha. Biết rồi, tao phải cố gắng bán chứ làm sao. Đúng rồi. Tao nói cho mày nghe, mày bán tạp quá thì mày phải có đủ thứ mặt hàng, là phải đa dạng, là phức tạp, phải tùm lum. Người ta mới lại tao ghé. Tao ghé vô tao hỏi cái này, cái kia, cái gì cũng có. Chứ hỏi mà cái này không có, cái gì không có, đến tao chán, tao qua hàng khác tao mua, đúng không? Thì đó, con dặn cái chỗ bỏ mối mình là lấy mỗi thứ một chút. Tùm lum thứ nào là đường nè, muối nè, bột ngọt nè, nước mắm nè, nước tương nè, nước màu nè, dầu ăn nè, dầu xanh nè, dầu gió nè, dầu nhớt nè, dầu thơm nè, dầu... Dầu gì nữa? Dầu cù la. Cũng có luôn hả? Nói chung là đầy đủ mặt hàng chưa á. Rồi, được rồi. Gán bán nha. Mày cỡ này chở ba cái hàng gia dụng về bán rồi chia đôi với bà Hồng hả? Dạ đúng rồi. Thì bán kiếm thêm chú ơi. Cũng nhiều nghề quá ha. Thì người ta nói nhiều nghề thì sống mà. Giờ mình làm một đống nghề luôn, kiếm thêm tiền. Sao bán được không? Trời ơi, ta nói bán đắt như tôm tươi luôn. Mới có lấy về hôm qua, hôm nay cô Hồng nói sắp hết hàng nè, tính ngộn cà phê lát lên hãng là lấy về bán nữa. Lấy hàng ở đâu, có đảm bảo chất lượng không mày? Trời, chú hai yên tâm, cái vụ đó là con hỏi rành mạch rõ ràng luôn. Người ta nói là, người ta đảm bảo là chất lượng nè, xuất xứ nè, rồi thương hiệu nè, rồi nhãn hiệu nè, rồi hạn sử dụng nè, đảm bảo hết luôn á. Đặc biệt thấy con nhiệt tình đồ này kia, cái người ta để giá rẻ lên nữa. Chú hai yên tâm đi. Chắc nha. Dạ. Bây giờ mua bán phải có nguồn gốc đàng hoàng mới được hả mày? Đúng rồi. Cà phê của anh hai nè. Dạ. Đây, vào gội đầu của chị hai. Đó, hàng mới lấy hôm qua luôn á. Ủa, cái này cái gì? Vào gội chị hai dặn á. Gì mà chân lu không có cái tựa gì hết trơn vậy tèo? Sao mày nói có nguồn gốc xuất xứ gì đâu rồi không có nhãn hiệu gì hết trơn vậy mày? Chú hai, có á. Tại vì hôm qua con đi lấy gấp quá, cái ta mới sản xuất ra chưa kịp dán lên, lấy về bán trước mốt người ta dán sau. Của cái chai này người ta gọi nó là cái tựa, nó là cái bằng cái gì? À, cái này gọi là dầu gội gia truyền. Đúng rồi. Thôi, không có nguồn gốc này, không có nhãn hiệu, không có mua đâu. Anh, cái này chị hai dặn em mới lấy về chứ anh không mua, sao bán cho ai? Trời đất ơi, mua gì cho bà chế đầu, cái tôi nhìn bà hết ra luôn à. Sao vậy chú hai? Chọc lóc chứ sao? Biết cái gì mà chế lên đầu? Trời ơi, chú hai, thì thím hai này là thím hai dặn rồi chứ bộ. Thím hai còn đặt tiền cọc trước nữa, cho nên con mới lấy về con giao hàng, không giao đâu được chú hai. Trời đất ơi, mày nói thiệt nha. Thiệt. Mày mà nó sẽ bảo chỗ đá một cái văn dính trên cái cây đó liền đó. Anh hai, cái này á, ta gọi là dầu gội người ta làm theo cái công thức mà gia truyền ba đời nhà người ta đó. Trời, mình quen lắm người ta mới để mình bán chứ, nếu mà lạ ta đâu có đưa bán đâu chứ. Đúng rồi, dạ. Con mới tìm dữ lắm mới có nguồn này đem về cho anh hai gọi, tốt lắm đó chú hai. Anh hai, anh lấy chứ không thôi em lỗ vốn tiền đâu em bù vô. Thôi lấy. Dạ. Cảm ơn anh. Tiền hai ly cà phê nè. Dạ. Chú ba con luôn hả? Bao mày luôn á. Cà phê hay quá chú hai ơi. Để mày bán đồ rẻ quá à. Dạ. Lấy về đây
gọi đầu cho con mực. Dạ cũng được, anh gọi ai cũng được ạ. Ê Tèo, nhà anh hai có ai tên Mực vậy? Là con chó với đen chú hai nuôi đó. Cô Hồng ơi, cô Hồng. Ủa chị Tư. Cô Hồng, nghe nói nay cô nhập rượu về bán nữa hả? Đúng rồi. Trời, bán cho tôi một chai. Đợi chút xíu nè, sao dạo này không thấy mặt mũi đâu qua ủng hộ đồ tôi vậy? Ôi, cứ lu bu công chuyện nhà quá à, thành ra đâu có thời gian đâu mà đi đâu. Thôi cô vô lấy rượu cho tôi đi, tôi còn phải về liền để tôi làm công chuyện nữa nè. Chưa gì cái hôi hối à, cái gì cũng nào cũng công chuyện nhà, công chuyện nhà. Thấy chưa, đó, tại lo công chuyện quá, làm công chuyện quá nè, thấy chưa. Bữa nay trời ơi, xuống sắc thấy rõ luôn nha. Coi nè, ôi trời ơi mắt kìa, quần thâm nè, trời ôi thằng nhan nè, nám nè, da nhăn hết trơn rồi. Tay chân, đưa coi. Trời ơi, khô ráp hết trơn à. Chết rồi, kiểu này là không có được rồi. Thì cô cũng biết rồi đó, công chuyện nhà có mình tôi làm à. Thành ra đâu có thời gian đâu mà để mà chăm sóc cho cái bản thân. Bà mà làm quá, bà xuống sắc quá nha. Ông Tư ớt đó, ổng đi kiếm gái trẻ, gái đẹp cho bà coi. Lúc đó hỏi sao ông ưng hận nha. Thiệt hả cô? Thấy như tôi nè, tôi không có chồng con thiệt á, nhưng mà lúc bà tôi phải giữ sắc hết trơn á. Nào phải giữ những cái làn da. Cái làn da quan trọng lắm, nó quyết định người ta trẻ hay già là do cái làn da. Bà coi nè, da của tôi nè, tôi chăm sóc nè, thấy không? Nó mịn màng không? Bà gửi tôi rờ coi. Đó, thấy không? Ờ, trắng nữa. Chàng ơi, nó vừa trắng mà nó vừa mịn nữa. Chứ sao nữa. Có bí quyết gì vậy? Chỉ tôi với. Có chứ, em xài cái sữa tắm trắng á, với lại kem dưỡng da. Ôi, hay lắm nha, bảo đảm 3 ngày cái hiệu quả rõ ràng luôn, trắng bật 2 tông luôn, mà cái công dụng đó 3M. Ủa mà 3M là gì? Là mềm nè, mịn nè, mướt nữa. Trời ơi, thiệt không cô? Chỉ có 3 ngày thôi mà đúng trắng mịn vậy đó hả? Mà nhưng nè, cô mắc lắm không dạ? Trời ơi, mắc rẻ gì ở đây, mắc quá tôi cũng đâu dám xài. Nè nó nghe nè, tôi ở đây tôi bán hàng cho bà con, chỉ có lấy chút tiền lời, coi như là tích công làm lời thôi, đâu ăn mắc như người ta đâu, bảo đảm rẻ bèo giá thị trường luôn. Vậy hả? Ừ. Chị lấy cho tôi một bộ đi. Ừ. Cô biết không, từ nào đến giờ á, đâu có biết xài ba cái vụ này. Mà nay nghe cô nói á, với thấy cái làn da của cô á, tự nhiên khoái. Xài đi, đàn bà con gái phải làm đẹp, có quyền làm đẹp. Ừ, chút lấy cho tôi. Má. Ủa, nhái. Cô Hồng ơi, cô Hồng lấy cho con chai dầu ăn nghe. Ờ, đợi chút, có liền. Dạ. Má đi mua cái gì vậy? Má qua mua cho Tía bay chai rượu. Sao Tía uống rượu hoài vậy má? Rồi sao má không khuyên Tía đi? Tía lớn tuổi rồi, uống ba cái thứ đó nó đâu tốt cho sức khỏe đâu. Lâu lâu ông thèm thì ông uống thôi chứ không có sao đâu con. Gì thì vậy má cũng phải khuyên Tía nha. Cô Hồng ơi, lẹ lẹ giùm cho con đi, con đang chiên cá dở nhà kìa. Trời ơi, từ từ, tao đi bộ phải chậm chứ bộ lăn đâu còn nhanh. Đây nè. Thôi, cô đưa cho má con trước. Ừ, bây giờ má con đến trước. Nè, cô chị nè, kem dưỡng da, sữa tắm trắng, chai rượu, có đầy đủ nè. Trong đó công dụng, liều dùng, cách dùng, đầy đủ hết trơn. Cứ gì có đó mà coi. Ha. Nhiều tiền vậy con? 160 ngàn. Thôi bớt 10 ngàn đi, lấy 150 thôi. 150 hả? Ừ. Công nhận rẻ thiệt ha. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn cô nha. Thôi tôi về nha. Dạ. Bữa nào nhớ qua ủng hộ em hoài hoài nha. Má về trước nha con. Dạ, má về. Con đây nè, chậu của con.
chai lại cho dầu ăn hả cô? Thì dầu ăn, dầu ăn chứ còn nữa, không phải nước cam mày. Sao họ không có nhãn, không có mát gì hết trơn vậy? Trời ơi, hàng mới về chưa có kịp gắn mà nhãn mát gì hết trơn á. Nhãn mát là do mình gắn thôi, mày muốn nhãn gắn nhãn gì? Tao gắn liền nhãn đó cho mày coi. Nhưng mà gắn quá đem về xài đi, cần gì gắn. Thôi cô ơi, cô đi vô trong trọng á, cô lấy cho con cái chai dầu cũ đi. Cái loại đó hết rồi, mày xài đi, loại mới, bảo đảm mày xài thử coi, vừa mới vừa rẻ nữa. Thiệt nha, con nói cô đừng có buồn. Chứ xưa giờ nhà con có bao giờ xài ba cái đồ không nhãn không mát đâu. Lỡ như xài ba đồ giả, đồ nhái, ăn vô chết, ai chịu trách nhiệm. Có mua đâu, thôi con về nha, nha, dẫn cô về. Cái con nhỏ này, nhái. Mày đặt bữa nay á, đòi hàng phải có gắn nhãn mát, hiệu nữa. Mệt ghê, miếng rẻ, miếng ngon là được rồi. Nhãn hiệu mát rồi có ăn được không? Tao cái hương vị trà này tao nó thơm ngay nào cũng phải hửi, không hửi không được. Thơm quá. Thơm. Ủa, trà nó mùi thơm lại. Trời đất ơi, bà làm gì? Làm gì mà đưa tay trước mặt tôi với một thơm miên vậy? Ông dạ? Tôi mới tắm xong nè. Thơm hay ông ha? Chị cũng nói. Nè, mà ông nhìn coi. Ông thấy không? Thấy gì? Da tôi này hả? Trắng hơn mỗi khi không? Tắm thì nó sạch tôi chứ trắng cái gì? Nó chuyện này ngộ. Vậy mới hay chứ. Tắm sạch thì ai mà nói. Cái này tôi tắm bằng sữa trắng da đó nghe ông. Bởi vì nay tôi cảm thấy tôi trắng. Sữa trắng da? Ừ. Ấy mà quên, nói da da để vô thoa kem dưỡng nữa. Trời. Gì mà tắm sữa tắm trắng rồi giờ mà kem dưỡng da gì tùm lum vậy trời? Tắm xong á thì cũng chưa có đủ đâu, phải sức kem dưỡng vô nó mới đủ bộ, nó mới có hiệu quả. Ê, kem dưỡng đây. Không, coi nè. Gì vậy? Em thấy trắng ghê không? Sức kem dưỡng chứ gì. Sao kem giống hũ chao quá vậy? Kem tao muốn đựng vô tao đựng sao ông? Trời ơi bà quên rồi. Bà quên cái vụ con nhái hồi lúc trước rồi. Con nhái hồi lúc trước nó cũng xài ba cái kem gì đó mà nó đi dị ứng, nó gãi khắp mình luôn. Đó, bây giờ tới bà đặt thoa thoa đi ha. Đó. Ôi, con nhái á, lúc đó là khác. Lúc đó nó mua của người lạ, người ở đâu sớm lạ xuống đây bán. Còn ở đây á, là tôi mua của người quen. Cái người đáng tin cậy ở sớm mình đó ông. Ừ, tin cậy để bà tin đi ha. Giờ làm ơn này ra ngoài tưới tôi có đám rau coi. Chứ mấy bữa nay nè, mưa không có này nè. Khô đất nước nẻ rồi kìa. Không có được. Sao? Cô Hồng cô dặn á, tha kem này nè. Là phải hả, ở trong mát nè ha. Mà chưa đâu nghe ông. Phải bận áo tay dài á, tủ kín mít lại. Bây giờ tự nhiên ông bắt tôi ra tưới rau rồi rủi anh nắng nó ăn tôi thì sao? Không được. Để tôi coi coi. Ông đi tưới giùm tôi đi nghe. Kem này là kem trắng da hả? Ừ. Chứ không phải kem làm biến đâu mà không biết đi tưới rau. Để tôi tưới. Mệt quá. Sao mày ngứa gì ta? Mình nhớ mình đâu có ăn. Mình nhớ mình đâu có ăn cái gì mà dị ứng vậy mà sao mà tự nhiên. Trời, ngứa quá. Alo. Sao? Xài kem dưỡng với lại sữa tắm hết chưa? Có thấy bật được tông nào trắng lên chưa? Qua đây tôi bán toàn bộ nữa về hả, xài là nó ngon lành luôn. Trời ơi, mới có 2 ngày à, xài cửa nào hết mà mua. Trời ơi, chưa hết thì mình để dành đó. Hàng này quý lắm nha, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Kỳ này có chứ kỳ sau tôi không dám bảo đảm là còn không nghe. Có lấy không thì để dành cho, chứ người ta đang muốn lấy nè, còn có bộ nè. À, thôi khoan đi, tôi gãi chút nè. Trời ơi, cái gì mà... Trời đất ơi, làm gì vậy? Bà, làm gì gãy tôi lum như khỉ mà không vậy? Chờ tôi chút nha. Chờ
Thôi. Tôi qua liền. Qua liền nha. Trời ơi, nó đã chú Tư. Đã không? Đã. Rượu này nó ngon hơn mấy cái chỗ lần trước mua đúng không? Đúng rồi. Rượu này nó cay cay mà nó không có nồng nha. Ừ. Vừa uống cái hậu nó ngót ngót mà nó không có lạc. Ừ. Đã vậy sợ. Đã. Giờ cũng mới uống có điều thôi, chú Tư nói con ham ăn quá mồi sao? Trời nó uống luôn. Tèo. Tao chưa uống tèo, tao chưa uống. Cái gì nó cũng biết mà nó không biết điều. Ăn nhậu rồi thôi. Ăn nhậu là miễn tiếp điện thoại. Cúp. Để á. Đúng chú Tư. Chú Tư hay, đúng là chú Tư lớn, chú Tư biết rồi chứ. Nó ăn nhậu rồi thôi, tắt nguồn luôn nè. Vậy đi. Rồi rớt. Rớt nha. À, công nhận bữa nay mồi với rượu là ba chay chú Tư ơi. Hết sảy chú Tư. Ủa? Tới hả? Chị đây hả? Ngon hả? Trời ơi, giống như tôi ngồi vậy, tôi chứng kiến nó nhậu vậy trời. Nãy giờ nó làm hết. Trời ơi, nguyên chai rượu nó làm hết trơn cái trời này còn chút xíu. Tao, mày dậy mày uống đi. Dậy đi Tèo, dậy. Trời đất ơi, cái gì mà nó xuồng con bác vậy? Tèo, trời đất ơi, Tèo. Không phải đâu. Nếu mà dị ứng kem á hả, là nó nổi lên á, mề giống như mề đai đó. Về làm gì có chuyện trơn lái như vậy mà gọi là dị ứng. Không phải, chắc chắn luôn. Chị chứ sao mà từ hổm ra xài cái kem của cô mà tôi ngứa luôn đến giờ đó. Nhưng mà không có sợ. Dù cho nó có bệnh hay chăng nữa, tôi cũng có thuốc trị hết. Phong cùi lỡ hủi cái gì tôi cũng trị hết trơn á. Có luôn hả? Ừ. Vậy cô lấy cho tôi viên tôi uống thử coi. Ừ. Nếu mà hết hay á tôi mua. Được rồi. Cái gì cũng có thuốc giải, yên tâm. Trời ơi, trời ơi. Mày ăn cái giống gì mà nắng dí vậy tao? Mày mốt mày giảm cân bớt giùm tao cái coi. Bệnh hoạn mà mày cái kiểu này muốn tao bỏ thì mày chết luôn á. Lên xe coi. Trời ơi, mày làm cái gì mà giống như đu tao, giống như thằng làng đeo cục đình vậy? Lên. Trời ơi. Trời ơi. Ông nội ơi, mày làm ơn rồi. Rồi bước đi đi. Dậy. Trời ơi. Rồi, ngồi im. Cố định. Rồi. Cố định. Đội nón lên. Khoan. Nghiêm chỉnh chấp hành mày. Trời ơi. Trời ơi, cố định nha. Tao bước lên. Trời ơi! Mày làm cái... Đợi nó! Ê, từ! Đừng có chơi! Trời ơi! Chú đã đau cái bụng quá! Trời, ngứa nữa! Trời ơi! Tay chân tôi nó rụng rồi, tay chân tôi nó rụng đâu mất tiêu rồi, cô ông ơi. Trời ơi, tôi đau quá. Trời, từ chắc tôi chết. Từ đừng lo, cô ông ơi, chân còn đây đau quá, còn đây. Tôi đau quá cô ông ơi. Cô ông ơi, chắc tôi chết rồi, cô ông ơi. Bác sĩ nói là má con chỉ bị kích ứng với thuốc thôi. Vậy hả? Trời ơi, vậy tao yên tâm rồi, không sao được rồi. Nhưng mà con nghi lắm nha. Con nghi thuốc của cô Hồng là thuốc giả. Cái gì giả? Làm gì có chuyện giả trong đó? Tao mua có xuất xứ đàng hoàng, mày nói sao vậy? Con nhỏ này thiệt á, bà không sao là tao yên tâm rồi. Không lẽ
thuốc vậy ảnh hưởng sức khỏe dữ sao ta? Có khi nào ba bị bệnh trước, bây giờ vô tình nó trùng hợp với cái thuốc này rồi nó kích ứng rồi nó bị luôn. Thôi kệ bà đi, đâu có ai bị gì đâu, có mình bà khó khăn thôi à. Cái gì nữa đây? Bà này bữa nay làm gì trời? Làm gì thẩm thò thẩm thục vậy? Làm chuyện mờ ám nè. Trời Phật ơi, ông tự nhiên đặt cái thùng gì đây vậy? Bà này tính khủng bố hay gì mà. Thì cô cũng biết rồi đó, con đâu phải con muốn trốn tránh trách nhiệm gì đâu. Tại con cũng nạn nhân, con cũng bị hại chứ bộ. Ai hại mày? Thì nếu mà con biết rượu đó là rượu giả, rượu kém chất lượng, rượu độc hại rồi này kia, con đâu uống. Mà con cũng đâu bán cho ai đâu. Đem về bán cho người ta rồi người ta mời uống, mày lẹ lắm, khoái lắm mà. Thì tại đâu biết gì thiệt. Anh hai, thì ra hai người ha co rập với nhau ha, mua bán ba cái hàng gian hàng giả này ha. Vậy mà hôm bữa khăng khăng với tao ha, đó hàng xịn, hàng chất lượng, có nguồn gốc, mua bán có tâm. Mày ngẩn mặt mày lên đi, mày dòm ngay cái mặt tao nè cho vừa. Bữa mạnh miệng, lớn tiếng lắm, bà lô bà la cái miệng. Cô nữa, cô thấy gì đâu? Cái thùng này quen không? Thấy coi quen không? Ủa anh, em đem đi bỏ rồi, anh đem gì làm chi vậy? Cô đem cô quăng cái kiểu đó, chẳng khác nào á, đem mở dẫn cho mèo. Nếu không phải tôi lụm á, mà người khác ta lụm đi đó. Rồi người ta đem đi bán, người ta xài. Thì cái hậu quả nó ra sao? Dạ, vậy mà em không nghĩ ra nữa. Mấy cái hàng hóa này nè, nếu cô muốn bỏ đó thì cô phải đem cô đốt, đốt cho nó cháy sạch hết, để không còn ai xài nữa được. Đúng rồi đó chú hai, để lát con đem đốt luôn, để đừng ai sử dụng. Cũng hên bữa hôm con sử dụng mà con không bị gì. Ủa theo mày, mày muốn bị cỡ nào nữa? Bị gì mà không bị gì hả? Chết lên chết xuống nhưng mà không bị gì hả? Tôi nói hai người nghe, hết chuyện này tới chuyện kia, không bao giờ để cho cái xóm này người ta yên ổn hết á. Rồi giờ thùng hàng này nè, cô tính sao đây? Dạ thì bây giờ anh lỡ đem về đây rồi, chắc em đem ở chính quyền, em trình lên chính quyền để người ta tìm ra mấy người mà làm hàng giả hàng dởm kém chất lượng này, hại cái người tiêu dùng á anh. Chứ thiệt tình em với anh Tèo cũng là nạn nhân thôi, cũng bị hại mà đâu có biết gì đâu anh. Đúng rồi chú hai, bị gạt. Bây giờ hai người phải hứa, phải viết cam kết cho tôi nghe. Không ạ. Không phải. À ý em nói là em không bao giờ nghe lời ai mà bán ba cái hàng dởm, hàng kém chất lượng đó đâu anh. Anh đừng có lo. Trời, làm hết hồn hết vía. Chú hai, con cũng viết cam kết luôn, không bán mày này nữa đâu. Hết biết thiệt chứ. Bông ơi, Bông à, Bông. Dạ. Trời ơi, giờ này mà còn ngủ. Té kêu con gì không té? Bây giờ con dậy rồi nè. Nhưng con dậy sớm không có làm gì đâu. Thì ngủ tới trưa xong rồi thức dậy nấu cơm cho tía ăn, đỡ được phần sáng đúng không? Thôi, vô rửa mặt nấu cơm đi. Con người ta từng tuổi này nghề nghiệp đàng hoàng này, không thì chồng con đề quề
Còn mày á, tía lại nữa rồi, tía kỳ quá à. Không phải là con không đi xin việc đâu, mà tại vì không có việc gì để làm chứ bộ. Thôi, mày không nói nữa, nói hồi tao đập mày bây giờ đó, tao bực rồi đó. Ủa gì vậy tía? Tía! Ủa, anh hai anh đi thăm ruộng hả? Ừ, đi ra thăm lúa, bị sâu cuốn lá quá à. Ủa thằng Bảy cò đâu, nó không đi mà để anh đi vậy? Trời đất ơi, thằng Bảy trăm công ngàn việc, ba cái vườn tược kheo quéo gà vịt tùm lum tà la, phụ với nó cho nó đỡ. Dạ à, bà, em thấy thằng Bảy cò á, nó giỏi ruộng vườn nhất á. Thì đó, trong nhà đó, trong cậy nhờ mình nó đó. Ủa đâu có anh, con Sơn Nhú nó giỏi tiếng nước ngoài, còn Tấm Tàn em thấy nó sắp bằng diễn viên chuyên nghiệp rồi chứ anh hai. Trời ơi, ba đứa con mỗi đứa tánh nết khác nhau chú ơi. Nhưng mà em thấy ba đứa nó đều giỏi hết, chẳng buồn cho con Mộng nhà em chút nào hết trơn. Chú nói vậy chứ tôi thấy con Mộng á, nó cũng giỏi giang, cũng hiền lành, cũng dễ thương chứ. Nghe nói đó, định lập gia đình rồi đó, mà tại vì nó còn chần chừ là nó còn lo cho chú đó. Trời ơi, làm bí nhất thay, em muốn xấu hổ với hàng xóm luôn anh. Con gái mà chú nói vậy nó nghe được nó buồn. Tội nghiệp nó còn trẻ, còn nhỏ, không? Nó chưa suy nghĩ tới. Mai mốt nó lớn lên, nó suy nghĩ, nó chững chạc lại chứ. Việc thì nó không có, mà chồng không lấy. Biết rồi ở vậy già với cha mẹ cũng lên. Mai mốt mà nó đi làm xa, hoặc là nó có chồng xứ lạ đó, từ già ngồi một mình là than thân trách phận nha. Thôi tôi đi à. Dạ, anh hai đi. Gọi bà Lích. Trời ơi, đâu có được. Sao hả? Trời ơi, anh Tèo, em nói anh nghe này nè, lần này á là em không có ngồi yên được nữa. Không ngồi yên được? Ừ, ý của em là... Là sao? Thì đó, còn sao nữa. Bạn bè của em á, hai nhái thì có chồng, xong rồi đi làm thông dịch viên. Sao em lên thành phố nụ bán hàng online. Đúng rồi. Còn mấy anh trong xóm á, ai cũng có công việc ổn định hết á. Còn có mình em vậy nè. Thôi cô ơi, bụng thì không biết nữa, thì cô ở nhà làm công chuyện nhà đi, đợi mơi mốt ba Lít nó cưới về gọi nuôi cho. Đâu được. Em không có thích ăn bám đâu. Trời ơi, ăn bám gì mà ăn bám. Thì của chồng công vợ, thì chồng nuôi vợ, rồi mốt vợ nuôi chồng, bình thường mà. Thôi, em không thích đâu. Mà em buồn cái em ra đây em ngồi suy tư gì hả? Đâu có, em ra đây là để em lên kế hoạch đó. Lên kế hoạch? Ừ. Kế hoạch gì vậy? Đi Mận. Em đi Mận? Ừ. Đúng rồi, phải đi Mận chứ. Mình lớn rồi mà, mình phải đi bằng kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiêu, tỏi, đường, nước mắm, bột ngọt. Đúng rồi. Giờ ba Lít á, nó có nghề con tôm rồi, nó ổn định rồi. Nhưng mà em á, cũng phải kiếm cái nghề em đi làm, để sau này hai vợ chồng, đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đó, mau làm giàu. Cái làm giàu xong, cái thí dụ mà anh Tèo có kẹt kẹt tiền, cái qua mượn em chút đỉnh cũng được cái ạ. Ủa, mà em tính Mận gì à? Mận đâu? Thành phố. Thành phố Mận? Trời, làm hết hồn mà thì làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Đó giờ em ở nhà, em đi vòng vòng không à? Có ra khỏi sớm khỏi làng giao tự nhiên đi thành phố trời. Thì em thấy người ta cũng đi đầy đó, có làm sao đâu.
Nhưng mà người ta đi á là người ta đi học, xong rồi người ta ở lại làm luôn. Còn em tự nhiên khi khổng khi không cái đâm đầu lên thành phố. Anh, bởi vì em nói anh không biết gì trơn á, lên thành phố dễ lắm. Em nghĩ là chỉ cần có quần áo với lại tiền á là đi được thôi. Ủa, mà em đi thành phố gì rồi em bỏ bài đứt luôn hả? Xong rồi bỏ bài heo, bỏ bài gà nhà luôn. Đâu có đâu, tại vì tí em đang xây hệ thống xả thải, cho nên là mấy gà vịt heo gì bán hết rồi. Bán hết rồi? Ừ. Em quyết tâm vậy luôn hả? Rồi, quyết tâm chứ. Anh không biết đâu, kỳ này ha, em phải tìm cho mình một chí hướng lớn để tía em không có còn la rầy em nữa. Ồ. Làm gì mà việc nhẹ lương cao vậy con? Thì con làm ở quán cà phê Xuân Vườn á, mà con làm bên thu ngân. À. Mà con nghe nói á là nếu mà mình làm nguyên một ngày tí là lương mình cao dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Chưa đâu, quên nữa, con còn thấy là hình như là được bao ăn bao ở luôn. Vậy cũng tiện quá ha con. Đó, tiện lắm. Cho nên lại chút xíu nữa con đi luôn té. Ừ. Sao đi gấp vậy con? Không để em ơi hả đi? Thôi, mai phỏng vấn rồi, mai lên không có kịp. Vậy thôi, vô dọn đồ đi con. Dạ, vậy con đi nha tía. Ừ. Đúng địa điểm này rồi á. Ê, dạ, cho em hỏi phải anh Huy không ạ? Ừ, đúng rồi em. Dạ, anh ơi, em có hẹn phỏng vấn á, bây giờ em đến điểm hẹn rồi. Anh đang ở đâu vậy? À, đợi anh lát nha, anh gần tới rồi. Dạ, 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 dạ. Em là Mộng đó hả? Dạ, em chào anh. À, anh có phải là anh Huy không? Anh nè. Dạ. Tướng tá ngon đó. Dạ. À, không có gì. Thôi bây giờ vô quán đi, anh phỏng vấn em. Dạ. Anh chờ em về quán của anh ha. À, dạ, ủa vậy quán này không phải quán của anh hả? Cái quán của anh nó còn bự gấp mấy lần cái quán này nữa. Leo, leo. Gì vậy chú Mự? Trời ơi, cái gì điện giật ngược giật xuôi chạy muốn kịp à? Tao nóng ruột quá, tao không có chờ được nữa. Vụ gì? Rồi sao không ở nhà đợi con qua rước rồi đi ra đây chi vậy? Bữa mày chở con Mộng ra bến xe đó, hai đứa có nói chuyện gì dọc đường không? Có chứ. Thì con cũng hỏi thăm nó này kia rồi thôi à. Nó nói nó lên thành phố để nó phỏng vấn làm thu ngân cho quán cà phê gì đó. Đúng rồi, nó kể con đó. Mà không thấy gọi gì à. Mà gọi lên toàn là thể bao không à. Gì hả? Ừ. Chắc là nó mới lên, nó phải tập trung, nó đi học việc rồi nó đi làm rồi này kia. Từ từ gọi về cho chú ơi. Bận gì thì bận cũng phải gọi về chứ. Chú gọi cho nó hôm qua nay không được, mà nhắn tin cũng không trả lời nữa. Nhắn tin cũng không trả lời luôn hả? Ừ. Kỳ đó. À, mà nè, bữa mày nhớ lại coi nhá, hai đứa nói có gì lạ không? Có gì lạ lạ không? Em mới tìm được công việc mới cho nên là mới lên nè. Vậy hả? Ừ. Vậy em kết bạn Zalo với Facebook anh đi. Chừng nào về cái em nhắn trên đó, anh ra bến xe anh đón cho. Khỏi mất công gọi điện thoại gì cho tốn tiền. Nhớ nói nha. Ừ. Đưa điện thoại em nhập cho.
Nè. Rồi nè. Rồi à. Ừ. Thì con cũng đâu có thấy gì lạ đâu ta. À, bữa đó con thấy Mộng nó có up hình trên Facebook nè. Để con hỏi gì chứ coi. Nè nè, đó đó, nè, đó thấy không? Đó, đó là mình rồi thấy không? Trời ơi. Vậy là bây giờ mày chở tao về lấy đồ lên Sài Gòn liền. Chi vậy trời? Thôi chú ơi, bây giờ cái gì mình cũng phải bình tĩnh đi. Chú coi coi có ai quen trên Sài Gòn không, chú điện lên chú nhờ người ta đi kiếm Mộng trước đi. Mộng đâu phải nhỏ đâu mà hở cái đi kiếm, hở cái đi kiếm. Không lo sao được. Mà chú cũng không có quen ai ở Sài Gòn. Chú ghi nó là có chuyện chẳng lành rồi. Thôi, có con bà già với tấm đạn trên. Để con điện tụi nó đi kiếm Mộng cho. Ừ, tỉnh nha. Ừ, ừ, con điện liền. Dạ, dạ. Điện liền đi. Dạ. Điện kêu tụi nó đi kiếm Mộng. Điện liền đi con. Dạ, dạ. Em nghe nè anh Tèo. Em đang thành phố chứ đâu. Mới vừa đi học về nè. Cái gì? Anh nói gì ghê vậy? Trời đất ơi. Vậy bây giờ á, anh gửi hình cái quán đó qua cho em coi nó ở đâu. Nha, gửi liền nha. Chết rồi. Quán cà phê Mộng Mơ. Thiệt luôn. Em nhận được hình rồi. Nhưng mà hình để cái tên quán mà đâu thấy cái địa chỉ đâu, biết kiếm. Rồi rồi rồi. Ôi. Ừ, bà Giai. Gì mặt căng thẳng vậy? Ê, ông coi coi, biết cái quán này nó ở đâu không? Không. Ôi trời, chết rồi, sao bây giờ kiếm giùm được đây? Thì có tên quán đó, bấm Google Maps mà kiếm ra thôi gì. Ờ, à, trời ơi, tôi đói quá, tôi quên luôn á. Ủa, mà ông kiếm quán đó chi vậy? Ờ, à, con bé Mộng nó đăng ký tìm việc qua mạng gì trên đây nè. Rồi nó lên cái quán đó, từ lúc mà nó check in xong tới giờ á, nó mất tích luôn. Tìm không có thấy mà gọi điện thoại cũng không được nữa. Ghê vậy? Rồi giờ tính sao? Thì bây giờ á, anh Tèo gửi hình qua tay cho tôi rồi nè. Giờ sợ tìm cái quán đó chứ biết làm sao. Có chưa? À, ra rồi nè. Rồi, cái địa chỉ nè. Ê. Ừ, tới đi. Bây giờ thay đồ đi, tôi giống đi kiếm nó liền. Đi. Thôi được rồi, sắp tới giờ tôi đi học rồi. Trời đất ơi, trời ơi, giờ sao bây giờ? Ê, không ấy ông đi xe ôm đi học đi. Rồi đưa xe cho tôi mượn, tôi đi qua tôi kiếm nó. Nha. Ừ, thôi lấy đi đại đi. Rồi rồi, tôi chìa khóa đâu? Dưới bàn dưới á. Ừ, vậy tôi đi nha. Cẩn thận nha cha. Con người ta từng tuổi này nghề nghiệp đàng hoàng này. Không thì chồng con đề huề. Còn mày á, ở bên nhà ngồi chờ nó gọi lại cũng được. Đừng qua đây làm chi mà cho nó cực khổ. Mà em nóng ruột quá anh hai ơi, em chờ không có được. Cái chắc tại mình lo quá thấy vậy chú ơi. Nó chưa bao giờ bật vô âm tính như vậy. Hồi nãy em ở nhà em tính chờ điện thoại tấm tàn, nhưng mà sợ lỡ cái mạng bên nhà nó có trục trặc gì đó, tấm tàn nó điện về không được, em mới chạy qua bên anh đó là cho chắc ăn đó. À, dạ. Tám gọi về không được. Dạ. Chạy qua đây có gì, đừng có gì tám nó gọi cho tôi chứ gì. Dạ đúng rồi anh. Ủa, Tám gọi nè. Ủa, điện thoại chết cha hết pin rồi.
Trời đất ơi. Alo, tới nghe nè tao. Vậy đó hả? Ừ. Vậy thôi nha. Sao sao rồi này? Thằng Tám nó tới quán rồi. Nó hỏi nhân viên đó, nó nói tao thấy con Mộng tới đó đi với thằng nào đó. Rồi hai đứa đi đâu mất rồi. Trời ơi, thằng đó là thằng nào anh? Rồi tìm nó ở đâu? Thằng Tám nó xin coi lại camera trong quán á. Mà tao có cho. Nó cũng đi báo với công an rồi. Chết cha. Vậy giờ sao anh hai? Anh hai này phải nhờ công an họ kiếm với mình biết chuyện kiếm. Lỡ mà con Mộng nó bị đứa nào lừa gạt là chắc chết quá anh hai ơi. Chú bình tĩnh đi, đừng có suy nghĩ ba cái chiều hướng xấu đó nữa. Bây giờ tôi với chú ngồi đây á cũng không giải quyết được chuyện gì, mà tôi thấy chú á cũng như ngồi trên đống lửa rồi đó. Thôi bây giờ tôi với chú đi Sài Gòn đi, lên chỗ ông Tám đó, rồi có ông Ba Giai đó đó, rồi bàn tính với nhau coi đi tìm nó cách nào đây. Giờ đi Sài Gòn liền hả anh hai? Đi liền chứ đợi chừng nào nữa. Vậy em về bến em chọn đồ đi nha anh hai. Lẹ lẹ đi. Dạ em về. Thiệt tình. Dạ thôi tí chú Mười ngồi nói chuyện đi, con với Ba Giai ra ngoài một chút, có gì tí kêu con nghe tí. Hai đứa đi đi. Dạ. Con bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Được kể lại cho tía con nghe với bác Hai nghe coi. Thì hôm đó con phỏng vấn xong rồi ông Huy đó chở con về quán, rồi xong ai ngờ anh trả cái túi lại cho tôi. Anh giữ đồ của tôi, giữ giấy tờ của tôi. Ủa anh định ăn cướp hả? Em về đi, cái quán anh như vậy không lẽ anh đi cướp ba cái hàng chợ này của em làm cái gì? Trả lại. Buông trả lại. Cái này anh nhất định sẽ trả lại cho em, nhưng mà anh còn phải coi thái độ của em như thế nào, có biết ngoan ngoãn nghe lời hay không. Nè, mặc đồ vô chuẩn bị làm việc. Mày khôn hồn thì tiếp khách cho chu đáo cho tao. Mày đừng có suy nghĩ mà bỏ trốn nghe chưa. Mày liễu hồn mày với tao nghe chưa. Mày mà còn bỏ trốn nữa, tao giết mày chết. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, ở đây là tự cấm thân. Mày đừng có mà bỏ trốn nè, nghe chưa? Sau này á, con phải rút kinh nghiệm nghe. Công việc nào cũng có cái thù lao xứng đáng của nó. Đừng có nghe người ta nói công việc nhẹ mà lương cao cái là ham. Thì thôi làm ơn né giùm tao cái. Rồi mai mốt đi phỏng vấn cũng vậy nha.
Ai đời phỏng vấn một nơi là một chỗ, không bị gạt sao được. Mấy cái quảng cáo trên mạng á, không rõ ràng á, thì con né ra đi, để không là mang họa đó, nghe chưa? Thì con đâu có biết đâu, hồi xưa giờ con thấy đâu có ai bị lừa đâu. Giống như anh Tám Tàng với lại Ba Dai đó, con thấy đi làm mà đâu có bị dụ gì đâu. Trời đất ơi, thằng Tám Tàng với Ba Dai nó khác con khác chứ. Hai đứa nó là con trai, vậy là nó ở Sài Gòn này lâu rồi. Còn con là con gái mới lên, lạ nước lạ cái, làm sao giống hai đứa được. Con là con gái nữa. Thôi, cũng tại tía, tía kêu con kiếm việc, nhưng mà không có hỏi rõ kỹ càng. Dạ, con cũng xin lỗi tía. Con xin lỗi bác hai. Mong nè, em đi ra ngoài rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai về. Dạ. Thôi, cũng an toàn rồi, mai về sớm. Ơi, con vô rửa mặt đi, mai về sớm. Dạ. Thôi tía, thưa bác hai con đi. Cũng may á, là Tám Tàng đã kịp thời báo công an. Chứ nếu không thì... Rồi lúc ơi, thì lúc đó đang dầu sôi lửa bỏng, rồi biết tìm cách gì bây giờ. Mới nghĩ tới chuyện á, con đi báo công an, nói là người thân mất tích. Mà cũng hên nghe chú Mười, điện thoại của con bé Mộng á, nó có cài đặt địch gì, cho nên đọc cái số điện thoại cho người ta, rồi người ta ra tới chỗ luôn, bắt tại ổ luôn á. Hai đứa bay á nha, nhìn em nó đó, rút kinh nghiệm ở thành phố này phải hết sức cẩn thận á. Dạ, con biết rồi tía. Dạ. Đâu con nấu với ruột tàu à, tèo trang gạo hút gật đầu khen ngon. Đâu gì về mà ca hát nghêu ngao vậy? Chú đâu à? Trời ơi, tao hỏi mày mà không trả lời. Tao tính đi ra kiếm người mần cỏ đám ruộng của tao. Vậy hả? Ừ. Nói bộ đâu con vậy? Bên nhà đâm gạo ghệ con á, nay tắt đi à. Trời ơi, tại vì sẽ ôm mà ghê ghê rồi dữ mày. Trời, chú chê con. Con vừa đẹp trai, hiền lành, dễ thương, tốt bụng. Nói chú gái nó xếp hàng theo nườm nượp một cây số không biết đường lựa luôn á. Nó con câu chảnh là một tràng luôn rồi. Thiệt chứ bộ. Con nói chú nghe, năm gạo ghệ con hả, nó cưng con như trứng ngỗng. Vậy cưng như trứng mỏng chứ không phải là như trứng ngỗng. Vậy hả? Thôi kệ đi, thì trứng nào cũng là trứng, miễn nó cưng con được rồi. Không được mày, không nói chữ thôi, nói mà nói cho đúng, hiểu chưa? Con giả bộ nói sai cho chú Tư sửa con chơi vậy mà. Sợ không mà. Nè, hào qua tao giữ vô ha. Rồi mà không có việc làm ổn định đó, mai mốt á, rồi con ghệ mày nó theo mấy thằng trai làng khác luôn, là đừng có hối hận à. Không có đâu chú Tư, chú đừng nói vậy. Ghệ con nó thương con lắm, nó chung tình lắm, không bao giờ phụ con đâu. Ừ, thì tao cũng mong vậy à. Thôi con về nghe chú Tư, để con cá nó ngợp nấu canh ăn không ngon. Ô trời đất ơi, con cá với trái bầu này nhìn hấp dẫn quá mày. Đó. Chà, tao phải kêu bảo mua là làm đoạn cho tao bữa nay mới được. Lẹ đi chú, không thôi chợ tan á. Này cá nhà gạo nè, này bầu nhà gạo chồng nè. Thôi về trước nghe chú Tư. Đi đi. Ừ. Đâu tôm nấu với ruộng. Lâu gì trời. Tôi nghe nè ông. À, tôi nè. Một lát bà đi chợ đó, bà mua một trái bầu với con cá lóc, bà về bà nấu đồ ăn cho tôi bữa nay nha. Ông bổ á. Đang bệnh, mệt thì chết à. Không ai thuốc men chăm sóc. Ổng thì sung sướng quá, đi uống cà phê. Nhà với cửa, cơm với nước. Anh Xui, hả? Nghe nói trong xóm mình đang đổ đường bê tông hả anh? Ừ, tôi chịu vợ lội vòng vòng, giống có đổ tới đâu rồi nè. Rồi sao rồi? Cũng gần xong rồi.
Chà, mới huy động con Tuần á, mà nhanh thiệt ha. Mùa mưa phải tranh thủ làm cho nó nhanh để mấy đứa nhỏ nó còn đi học nữa. Dạ. Với mấy ông bà già xóm mình à, lội tới lội lui rồi cho nó dễ. Già yếu hết rồi, lội mà đường mà không bê tông hết trơn chợt té cái má công đi đám nữa. Dạ đúng rồi anh hai. Đúng là có doanh nghiệp nhúng tay vô á, nhanh thiệt chứ. Chứ để mà bà con mà huy động vốn vô á, lâu lắm, làm sao xong cả xóm nổi. Biến tha lâu ngày cũng đầy ổ thôi. Dạ. Thôi, tôi về trước à. Ủa, sao chú về sớm vậy? Chưa xong mà. Hẹn về ăn cơm với bà ngồi bà chợ nhà. Thôi, qua nhà tôi đến xui. Có hù qua nhà anh làm gì? Dạ, bà nhà tôi đó, bà nấu canh bầu cá lóc đồng với lại cá lóc kho tộ ngon lắm. Chà, mấy món dân dã ăn mấy chục năm rồi mà bây giờ nhắc tới cũng phát thèm chứ. Dạ. Ăn hoài không chán nha. Dạ, mình đi anh. Nhưng mà không được. Ủa sao vậy anh? Tôi hẹn với bà Tư Măng về ăn cơm với bà chợ nhà. Lâu lâu bỏ bữa rồi có sao đâu. Trời đất ơi, anh Xui biết tánh bà Tư Măng mà. Bả mà bả giận lên một cái đó, cô có nước bỏ mùng như thúng bưng ra khỏi nhà luôn á. Trời anh nói quá. Cô Hồng ơi, để tiền cà phê này tôi nghe. Thôi được rồi. Dạ. À, tôi về trước à. Dạ anh hai về trước. Ừ, để bả chờ. Trời đất ơi, lâu lâu mệt Xui ăn cơm mà không ăn. Mình về mình ăn chứ, nay đồ ăn ngon mà. Nè bà, cơm nước gì cho tôi chưa mà sao không thấy dọn ra vậy? Tôi bệnh, tôi mệt quá. Ông ăn mì gói đỡ đi nghe. Ủa, canh bầu cá lóc tôi dặn vào đâu, không có ra. Tôi bệnh từ trưa đến giờ, có đi chợ được đâu mà nấu. Phải nãy mà tôi rủ anh Xui gì đấy anh, mà không có vậy tôi mang nhục rồi. Thôi, ăn đỡ đi. Mai tôi khỏe khỏe, tôi đi chợ tôi nấu lại cái món canh bầu cá lóc cho ông. Thôi vậy cũng được, nhớ mai nấu nghe chưa. Ông chồng mắc dịch, không tự nhiên hôm nay đổi tánh đổi nết hay sao á, rồi đòi ăn cái món khó, cái món cầu kỳ. Mình đang mệt muốn chết luôn vậy. Má. Ủa, mới đi chợ qua hả con? Dạ. Má. Má. Bộ má không khỏe trong người hả? Ừ. Má sốt rồi tối đến giờ. Trời ơi, tôi không coi. Rồi má uống thuốc gì chưa? Má uống rồi. Chắc để từ từ nó hạ. Má. Hồi nãy con đi chợ con có mua miếng thịt nè. Ngon lắm. Để chút nữa con xuống con nấu cháo cho má ăn nha. Thịt nạc hả? Dạ. Ngon lắm đó ha. Thịt nạc thì kho tộ cũng được mà. Nó nói gì vậy? À, má nói cho tía bày á, tự nhiên bữa nay á, cái đội ăn cái món canh bầu nấu với lại cá lóc. Ừ. Sao tự dưng nay tía khó tính vậy? Thì bữa nay chắc bất bình thường. Mà thôi kệ đi con, lâu lâu ông thèm á, ông mới đầu rồi thôi chiều ông bữa. Mà nếu không đủ 100% thì cũng được 50. Chứ chợ xế chiều rồi còn ai bán cá đâu mà mua cho ông. Bác, bác cần phụ gì không? Thôi, con ngồi chơi đi, chừng nào về thì về, để má nấu cơm cho ông. Thôi, để con phụ má cho. Alo, đưa hết nghe. Cái gì? Nhậu hả? Bữa nay không có đi nhậu, bữa nay ở nhà. Nay ở nhà có mồi ngon lắm. Trời ơi, mới nói ở nhà còn hỏi. Nhậu ở nhà, ăn ở nhà,
Ừ à. Trời đất ơi, chứ ông nghĩ có ai vô đây làm? Vợ tôi làm chứ ai làm? Ừ. Bà tốt kệ bà đi. Vợ tôi lo tôi chuyện bình thường mà. Thôi nha, mày mốt không có đủ nhậu nữa. Rồi, thôi, cúp máy à. Má, má coi con cắt dày được chưa? Dày chút xíu đi con. Mỏng quá ổng chịu. Dày nữa hả? Ừ. Mà con để ý nghe, từ cái ngày mà con lấy chồng á, là con bắt đầu thấy tí khó tính khó nết hơn rồi đó. Ôi, con thấy vậy chứ má thấy ổng khó từ nào đến giờ. Chồng người ta hả, ăn uống dễ thấy mà ham, còn tía bay á không có được vậy. Nè, giống như má nói nè, cái tôm khô nè, thay người ta nấu canh á thì người ta chia rửa sạch, người ta đổ nguyên con vô người ta nấu, rồi là bỏ rau rồi vô nêm nếm là xong. Còn đằng này á, ổng ha phải bắt là rửa, rửa sạch rồi phải ngâm gì nè ha, ngâm gì chưa đâu nha con, một lát là phải đổ ra cái cối á, giả cho nó nhuyễn nha. Rồi xong rồi hả, rồi phải đổ dầu vô, bỏ tỏi vô, rồi xào tôm khô rồi xong mới nấu. Còn bầu á, nấu á thì người ta chỉ sắt ngang, người ta xẻ dọc là cũng xong. Đằng này không có, phải sắt khoanh nha. Mà cái độ dày là phải 0,5cm. Phải đúng 0,5cm. Ừ. Rồi cái sắt sợi lại đó cũng là cái độ dày nó cũng phải 0,5cm. Rồi chưa đâu ha. Còn hành mà để nêm á phải sắt cho nhuyễn, thật là nhuyễn, phải 0,1mm mới chịu đó. Dạ. Nhìn. Ồ. Đây. Cơm canh bầu còn đây. Cơm hấp canh nóng. Trời đất ơi. Ủa. Cá lóc đâu? Bà nấu món này món gì vậy? Thì canh bầu nấu với tôm khô. Còn cái này là thịt kho tộ. Ai kêu bà nấu món này? Thì ông kêu tôi nấu canh bầu với cá lóc. Không có cá. Sẵn có tôm khô á thì tôi nấu. Còn thịt này thì nhái nó mua qua đó. Trời đất ơi, tôi dặn bà là có cái lóc đó là cái đầu với cái đuôi nấu canh bầu cho tôi, còn khúc giữa bà kho tộ. Tự nhiên giờ đi đổi món là sao? Bị sáng giờ á, tôi sốt quá nên không có ra chợ. Thành ra sẵn có tôm khô nè, tôi nấu với tôm khô. Rồi sẵn rồi có nhái đem thịt qua tôi làm món này thôi. Có gì ăn cái đấy. Thông cảm đi nha ông Tân. Thông cảm gì mà thông cảm? Lâu lâu thèm ăn có một bữa à, chứ phải ngày nào cũng hành bà đâu. Có nhiều đó mà làm cho chồng ăn cũng không được nữa. Nè, không ăn á thì nhịn đi nha. Tôi đang bệnh mà cũng phải lết dậy nấu trong mâm cơm này nè. Không được cái lời nào ăn ủi, còn chê với khen nữa. Trời, ở đây còn trả treo tôi nữa. Tôi không có trả treo, tôi chỉ muốn nói rõ cái suy nghĩ của tôi cho ông hiểu thôi. Tôi là vợ, cũng là con người, vợ của ông, chứ tôi không phải đầy tớ của ông. Mà ông sai vặt tôi. Nè, tôi không có sai vặt nha. Tôi gọi điện thoại tôi nhờ hẳn hoi à. Thôi, tôi không cãi dòng nữa. Bây giờ ông không ăn đúng không? Không. Ông đừng hối hận nha. Không hối hận. Đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Ba. Miếng cháo rồi uống thuốc cho khỏe nha. Để đi, một chút nữa má ăn, chứ giờ má nuốt chưa có nổi đâu. Má, con xin lỗi má nha. Má bệnh nặng vậy mà sáng nay con mới biết. Bệnh á thì cũng không nặng gì mấy, nhưng tức tía bay nó mới làm mệt thêm. Má tức tía làm gì cho ảnh hưởng sức khỏe của má. Má ăn cháo đi, lát nữa còn đưa má về bệnh. Không, má muốn nhìn thấy mặt ổng. Con người gì đâu mà gia trưởng vũ phu.
Ba nói cái gì? Đi đánh má hả? Không có. Ổng làm sao mà dám đánh má? Vậy chứ sao má nói tới Vũ Phu? Câu nói Vũ Phu á, tại má sẵn miệng má nói luôn thôi. Nhưng mà con thấy có mấy khi má cũng dữ dằn với tía lắm á. Thì tại lâu lâu có dịp mới lên giọng với ổng. Chứ bây biết tánh ổng rồi đó, dễ gì mà ổng cho ai dữ hơn ổng được à. Thôi bỏ qua hết đi. Giờ nè, má ăn miếng cháo, xong cái từ từ hai má con mình khuyên tía nha. Ăn miếng cháo thôi. Mày nhắm mày khuyên nổi con người bảo thủ đó không? Tía gọi này má. Tía kiếm má. Nhưng mà ổng có hỏi á, là nói má không có ở đây nghe không? Nghe đi. Dạ dạ. Dạ alo con nghe này tía. Ờ, có chồng con ở nhà không? Dạ không, chồng con đi ruộng rồi tía ơi. Ừ, có cái bà nào tên là bà Tư Ếch bên nhà con không? Ở đây không có bà nào là bà Tư Ếch hết á. Con biết rồi. Để có gì á, con khuyên má rồi con đưa má về bển nghe. Ờ, tiện biết rồi. Tại vì tao sợ quá đi lạc mà công tụi bị đăng báo tiệm biết không. Thôi tôi giúp má nha. Dạ con biết rồi. Anh Xui. Hả? Có cà phê Xui? Ngày cũng hai cử điều hả anh Xui? Bả nhờ đi mua cho bản ly cảm giác. Sẵn quốc ly cà phê cho thức chơi vậy. Coi bộ anh cũng cưng chị Xui dữ hen. Dạ đất ơi, vợ không cưng cưng ai? Dứt vợ gì trời mà anh Xui. Dứt vợ gì trời cũng tùy người thôi chứ anh Xui. Anh cũng ngày hai cử đều đều chứ gì. Buồn buồn đi chơi thôi, chứ đang sốt ruột mà. Uống cà phê chị cho nó sai. Ủa giờ này chưa ăn gì hay sao còn sốt ruột? Cả ngày nay có ăn được gì đâu. Trời Phật ơi, sao không ăn? Thì cái chuyện ngày hôm qua đó, tối hôm qua đó, tôi mời anh về nhà ăn cơm. May là anh không tới đó, chứ anh tới là coi như là tôi băng nhục luôn rồi. Ủa sao kìa, tôi qua nhà anh sao anh băng nhục? À, ý của tôi không phải vậy. Ý của tôi nói là hôm qua đó tôi dặn bà nấu canh bầu cá lóc, mời anh tới nhà ăn. Cái bà không nấu, bà là bà bệnh. Có gì đâu, một bữa ăn mà, chỉ bệnh mà. Rồi bà mới hứa tôi là trưa nay nấu nè. Rồi chỉ hứa bên này chỉ nấu rồi xong ở nhà ăn rồi than sốt ruột. Có nấu, nhưng mà bà nấu canh bầu với tôm khô với thịt heo kho tộ. Đâu có đúng đâu ăn. Ngộ quá. Thì chỉ cũng có nấu cơm cho anh đàng hoàng, anh không chịu ăn rồi bây giờ anh than đói. Nhưng mà nấu không có đúng ý của tôi. Hôm qua tôi gọi cho bà, tôi dặn kỹ hết trơn rồi. Là thêm ớt, thêm tiêu cái này nọ. Rốt cuộc phải làm rớt quớt à. Sao ăn? Tôi thấy trong vụ này á, anh Xui mới là người ngộ nghe. Ủa sao ngộ? Sợ là sợ bà không nấu. Chứ bà đã nấu rồi thì nấu gì ăn cái nấy đi. Anh khó khăn chứ gì. Cái đó bậy đó. Mà tôi làm gì đâu bậy. Lâu lâu thì tôi mới nổi hứng thèm ăn vậy. Bà cũng phải chiều chồng chút chứ. Dù gì tôi cũng là trụ cột trong nhà mà. Tôi là chồng của bà mà. Chồng chứ đâu phải ông nội đâu. Câu này bà cũng nói tôi hoài. Bà nhà tôi bà cũng nói hoài à. Bà như đàn bà nào cũng nói câu nãy chứ đó. Nhưng mà anh Xui ơi, mình làm chồng mình cũng phải biết thương vợ. Mấy bà nói vậy đó, chứ mấy bà thương mình dữ lắm. Vợ chồng ăn ở nhau cả đời chứ đâu phải ngàn bữa đâu. Tôi không biết vậy. Biết vậy sao chịu làm? Lâu lâu tôi mới nổi hứng tôi thèm ăn vậy. Ai ngờ đâu mà giận bỏ nhà đi luôn à. Trời đất ơi, tôi chỉ đi đâu? Nghe đâu đi qua bên nhà nhái với cọ bệnh á. Thôi thôi thôi, làm ơn lật đật qua bên đó đó, năn nỉ rồi rước bả về giùm tôi cái. Tôi nói bả giận mà bỏ nhà đi luôn một cái ngang. Bầu luộc không có mà ăn chứ ở đó mà canh bầu nấu cái cá lóc cái gì.
Ủa, tôi không biết nấu tôi ăn hả? Thiệt tình vậy, tôi thấy vợ chồng anh ngộ thiệt. Gây đó, rồi làm quề đó, rồi gây chi cho nó mệt vậy? Nữa đây. Bạn đi cho nóng. Bộ mắc gì tôi phải ăn? Thôi mà, bỏ qua đi. Tôi biết lỗi rồi, đừng giận tôi nữa mà. Chuyện gì? Tôi không hiểu gì hết trơn. Thì tôi bực bội. Đã vậy mà đặt giận nữa chứ. Chứ là cho đi luôn á, cho chưa? Ủa, nhái, cái gì vậy? Tía, tía đi qua nhà con, tía xin lỗi má đi tía. Làm gì tao không xin lỗi bà mày? Trời đất ơi á, có con tô canh bầu à, mà tía với má cũng gây lộn cho được nữa. Để tía nói mày nghe, cái tô canh bầu cá lóc chỉ là giọt nước càng ly thôi. Phải không, mày biết đánh bà mà. Bà có chịu nhịn tao không? Tao nói một, bà cãi mười. Chuyến này nè, tao cho bà đi luôn, cho biết thế nào là lĩnh của chồng. Tía với má sống với nhau mấy chục năm trời rồi. Cơm tía ăn á, má cũng nấu. Đồ tía mặc á, má cũng giặt. Không lẽ vậy mà tía mới hiểu tính tình của má nữa hả? Chứ ba có hiểu tính tình của tao không? Hả? Tao kêu nấu cái gì thì nấu cái nấy đi. Mày đặt cãi chi? Thì tại má bệnh, má có đi ra chợ mua cái lóc được cho tía đâu. Bệnh cái gì? Hổm rài má bệnh mà má không có nói với tía. Thiệt không? Dạ thiệt. Tía, tía có nhớ cái vụ mà của cái bà sống trên không? Bà tử ù hả? Đúng rồi, đúng là cái bà đó đó. Bà cũng y xì má luôn. Bà bệnh, bà cũng dám nói với chồng với con. Cuối cùng sao? Bà bị co giật, phải đưa vô bệnh viện luôn á. Bởi vậy con sợ má giống vậy á, con phải chạy qua con kiếm tía. Rốt cuộc bà bị bệnh gì? Dạ má bị cảm sốt á tía. Cảm sốt? Rồi rồi, mày mua thuốc cho má mày chưa? Nhưng mà con có nấu cháo cho má ăn rồi. Giờ má đang nằm ở nhà con má nghỉ á, con tranh thủ con chạy đi con kiếm tía liền luôn. Úp tía. Tía đi đâu vậy? Thì tía đi mua thuốc cho má mày. Mối hoài, để tao đi mày đứng cứu tao quay. Tôi xin lỗi bà, tôi vô tâm quá. Tôi không biết bà bệnh. Tôi không sao. Tôi cũng thấy đỡ nhiều rồi. Thật ra đó, từ hồi chiều giờ tôi cũng suy nghĩ. Ông suy nghĩ gì? Nếu một ngày nào đó trong cái nhà này mà không có bà thì tôi... Chà, bữa nay ăn trúng gì mà sao nói những lời... Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi, đáng lẽ là tôi không nên vì cái tô canh bầu vậy mà làm khó bà. Bình thường á thì tôi cũng đi mua cho ông, chứ tôi đâu có tiếc gì có con cá đâu. Hơn nữa vợ chồng già sống với nhau lâu năm rồi thì có những lúc á có cái sự cãi giả qua lại, nhưng mà mình phải suy nghĩ trước khi nói, chứ đừng có nóng giận quá rồi cái buông ra những lời khó nghe. Ông á, ông cũng đừng buồn tôi, tại tôi bệnh trong người á thì tôi cũng có những lời lẽ không phải với ông. Ông cũng đừng buồn tôi nghe. Thôi buồn gì nữa, sau khi bà nói tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng ghê luôn á. Thôi thôi thôi, bà ăn cháo đi, nó ngủ hết bây giờ, hấp đi. Chính đài tôi nấu nghe, nè. Hồi xưa là chỉ có Thị Nở nấu cho chiếc phèo tôi đó,
Cháu không có chuyện mà giờ chiếc phèo nổi cho thị nở đâu à. Cháu ngon quá ông. Ngon hả? Trời, bữa nay mình làm bếp cũng ngon hết chứ. Nè, tôi còn nấu một ấm trà gừng dưới á. Một lát bạn ăn xong đi, tôi xuống tôi rót trà gừng cho bà uống. Ừ, ăn đi.